các anh chị muốn xây dựng cho mình một cái sự nghiệp tự do thì chúng ta đang có những cái rào cản gì? Dạ, vậy thì em xin hỏi thầy một câu, thầy giải đáp giúp em ạ. Em hôm năm nay là cũng 35 tuổi rồi, em có hai con. Đầu tiên là chị giới thiệu chị tên đầy đủ là gì, chị đến từ đâu? Dạ, em tên là Bùi Thị Ái Nghĩa, em đến từ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Em 35 tuổi. Hiện tại thì gia đình em có kinh doanh một shop quần áo thể thao ở tại địa phương em ở. Đâu. Nhưng mà em từ trước đến giờ thì cái công việc kinh doanh này là ý tưởng và cái công việc mà chồng em vạch ra. Còn em từ trước giờ thì nghề nghiệp cũng không có ổn định, không có làm được cái điều mà em đam mê. Mà em cũng không biết mình đam mê gì luôn thầy ơi. Cho nên em muốn Chàng hỏi thầy làm sao để mình biết được mình thế mạnh của mình là gì, mình đam mê gì để mình đi theo cái hướng đó. Thì nhiều lúc làm thì cứ làm thôi chứ không có thấy yêu thích công việc mà cũng buồn chán lắm thầy ơi, mà cũng có kiếm ra nhiều tiền nên em mới theo học lớp của thầy. Dạ. Ok. Đây là một cái lý do mà tôi mở ra chương trình Hitachem. Tôi gặp những người học trò của tôi và tôi hỏi con muốn lớn lên, con muốn lớn lên, con muốn làm cái gì? Rất là nhiều đứa nó nói không biết. Ôi, con có coi phim hay là con làm cái gì đó, con thích một cái ai đó không? Cũng thích chung chung vậy thôi. Tức là bản thân nó không biết được là nó thích cái gì. Và trong cái quá trình đó thì một cái điểm chung của những đứa trẻ đó là sao? Mấy đứa nhỏ không có được chọn lựa, nó không được trải nghiệm, nó không được chọn lựa, nó không được trải nghiệm. Đó là cái mẫu số chung của những đứa trẻ này. Các anh chị ghi đi ha. Cho con mình chọn lựa, rồi cho con mình được trải nghiệm, và cho con phép mình á. Trải nghiệm ở đây là sao? Các anh chị cũng nên ghi cái này vào. Trong cái chương trình mà Hitachem con anh chị học 5 năm cùng với chúng tôi ở đây á, thì có một số cái bài tập các anh chị phải làm. Đó là một trong những cái đó rất là quan trọng. Đó là cho con được trải nghiệm. Trải nghiệm nghĩa là sao? Trải nghiệm về ăn uống này, trải nghiệm về đi lại này, trải nghiệm về du lịch này, trải nghiệm về học hành này. Đó, rất là nhiều cái trải nghiệm khác nhau. Ví dụ như là trải nghiệm về ăn uống, anh chị làm sao đó một tuần á, tối nếu mà tốt là một tuần, thường là một tuần mình có một cái ngày dành cho gia đình, đúng không nào? Cho thôi ai ở đây có một tuần có một ngày dành cho gia đình, tôi tay vậy vậy. Tức là ngày mình dành ngày đó cho gia đình, mặc định nó của gia đình. Thế trong cái ngày gia đình đó, nếu mà giả như một tuần không được thì tối thiểu cũng một tháng có một ngày cho gia đình được không nào? Ai mà ở đây có một ngày mà một tháng dành cho gia đình, tức là tôi muốn làm gì trong ngày đó, ai cho tôi bao nhiêu tiền của tôi cũng thèm. Có ngày đó không? Cho tôi hỏi, nếu có thì comment có, không thì comment không vào. Thành thật là gốc rễ của thương gia thành công. Còn mình ăn gian nói dối cái hoặc là mình nói xã giao cái là mình chết luôn đó. Người xung quanh người ta sẽ không yêu quý mình, không tin tưởng mình nữa đâu. Mình có thể nói dối một người, có thể nói dối hai người, chứ không thể nói dối mọi người. Mình có thể nói dối một lần, hai lần, không thể nói dối cả đời được. Nên là chúng ta đừng có dại dột. Có thì nó có, không nó không nha. Thỉnh thoảng thôi ha. Hầu như không à. Đó, thành thật rồi đó, bắt đầu có người thành thật. Nói lại nha, tức là chúng ta phải có cái luật về thời gian. Và có thể là một tuần, còn tối đa là một tháng, là mình phải có một ngày của gia đình mình. Thế thì trong cái ngày gia đình đó mình làm cái gì? Mình cho con của mình đó, nó được ăn cái món mà nó chưa từng ăn. Đó là về ẩm thực nha. Nó đến một cái nhà hàng mà nó chưa từng đến, đến một cái quán ăn mà nó chưa từng đến. Có người nói tôi nhà em đâu có giàu đâu mà cho đi ăn lum la, đi ăn nó mới giàu đó. Mấy cái người mà không chịu trải nghiệm mới nghèo đó. Tôi lần đầu tiên trong đời tôi ăn cái con tôm hùm, tôi ăn sau tôi nhịn, tôi ăn mì gói cả tháng luôn. Đó là khi mình rất là nghèo, mình phải cho bản thân mình trải nghiệm để làm gì? Để khi mà con người quý nhất là cái trải nghiệm sống nó rất là quan trọng. Nhưng mà có những cha mẹ không cho con những cái trải nghiệm nha. Trải nghiệm về ăn uống một tuần hoặc là tối đa là một tháng, phải cho con mình được ăn một cái món gì đó mà nó chưa từng được ăn bao giờ, ngon dở gì không biết. Có thể là món Nhật, món Hàn, món Thái,
món Mỹ, món Âu, món Úc gì đó không biết, cứ cho con trải nghiệm. À, món Việt mình mà ăn hết thì cũng mệt lắm rồi đó. Đó là mình cho con được ăn một món nó chưa từng ăn. Có những người cứ ăn luôn, ăn tới có mấy món đó thôi. À, không có trải nghiệm về ẩm thực. Thứ hai nữa là trải nghiệm về ăn uống, trải nghiệm về du lịch. Ví dụ một tháng à, mình cho con mình được đi chơi đâu đó mà nó chưa từng đi. Gia đình mình có kinh tế một tháng lần, không 3 tháng lần. À, 3 tháng lần mình cho con mình được đến. Ví dụ như cả nhà mình ở Hồ Chí Minh, cái mình cho con của mình xuống dưới Cà Mau, mình cho con mình xuống Tiền Giang, mình cho con mình đi ra Nha Trang, đúng không? Mình luôn luôn cho một cái quỹ gọi là quỹ trải nghiệm của gia đình. Còn có những người thì không có cái quỹ trải nghiệm, tất cả là đem để dành bỏ heo đất, gửi ngân hàng, à, bỏ vô đi mua vàng, tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm cả đời không biết gì hết, chỉ có tiết kiệm tiền thôi chứ không biết gì hết. À, như vậy thì rất là nguy hiểm ha. Tiền của chúng ta luôn luôn phải được chia ra, à, làm những cái ngân sách khác nhau, trong đó nó phải có một cái ngân sách, đó là ngân sách trải nghiệm, đi du lịch, ăn uống, được không? Đó. Tương tự như vậy cho con mình trải nghiệm được học, ví dụ như là piano, guitar. Trong chương trình mà Hitachem đó, chúng ta có 28 môn, thì có 10 môn về trường đời là tôi dạy, còn lại 18 môn về trường học và các loại hình thông minh là rất nhiều thầy cô khác nhau dạy. Thế thì tôi cho con anh chị trải nghiệm các cái môn học khác nhau. Các anh chị vui lòng đồng hành với các con nha, đồng hành với nó để coi cờ tướng học sao, cờ vua làm sao, ha, à, kỹ thuật bơi sao, à, kỹ thuật về tài chính, tính toán rồi các kiểu, ha, vẽ chân dung là vẽ làm sao. Thông qua các loại hình thông minh đó thì tôi mới biết và các anh chị mới biết được là con chúng ta nó giỏi cái gì. Chứ bây giờ mình lớn rồi mà mình 35 tuổi mình nói mình biết cái gì hết là chứng tỏ cái trải nghiệm mình nó ít. Cái trải nghiệm mình nó ít, mà nếu như mà cái trải nghiệm mình đâu nhiều là mình biết ngay mình thích cái gì không thích cái gì liền nè. À, tôi mà hỏi tôi là thích cái gì không thích cái gì, từ món ăn cho tới ăn mặc cho tới vân vân và vân vân, là tôi biết ngay là cái gì tôi thích cái gì tôi không thích. Bởi vì sao? Mình cuộc sống mình là mình hướng tới sự trải nghiệm. Đi du lịch ha, ăn uống ha, học hành ha. À, cứ khuyến khích con của mình á là trải nghiệm học đi. Có những môn á là nó học à, 1 tháng, có những môn 3 tháng. Nhưng mà nhớ có một cái nguyên tắc thế này này, đã bắt đầu là phải có kết thúc. Có những đứa trẻ bây giờ anh chị cứ đóng piano một gói 3 tháng, nó học mới có 1 tuần nó bỏ mất tiêu mua cây piano tốn tiền, được không ạ? À, nó về nhà mình nó nói con thích học piano, cái đóng tiền cái bụp mua cái đàn luôn. Cái đó là một cái sự đầu tư hơi cẩu thả đấy. À, nếu là một phụ huynh thông thái thì chúng ta đừng có làm như vậy nha. Mình con của mình là nó học cái lớp hiền tài và mình là cha mẹ của hiền tài. Tôi hỏi anh chị ai đây muốn trở thành cha mẹ hiền tài, đưa tay lên. Vậy vậy à, thế thì nhớ là khi con nó nói mua cây piano đừng mua liền nha. Mình sẽ hỏi đến này à, tại sao con thích piano? À, mình giúp cái thời gian đầu là mình phải coaching nó quen rồi mình mới đầu mới yên tâm, rồi bắt đầu mình mới nó lớn đủ lớn rồi mình mới cho học tự do. Chứ còn thời gian đầu mình phải hỏi, không có đứa mới mua về đúng 1 tuần bỏ mất tiêu. Rồi cây piano mà nếu mà biết chơi thì nó mới là cây đàn, không biết chơi nó trở thành cái chỗ choáng nhà chứ được gì đâu. Anh về vô à, à, đem đi bán ve chai thì lại không được bao nhiêu tiền đâu, lỗ quá trời lỗ luôn. Nên là mình sẽ hỏi nó là tại sao ông thích học piano, nó nói là con thấy người ta đánh đàn hay. À, tại thì con biết đánh đàn như vậy thì người ta học trong bao lâu? À, cô con nói 3 tháng thì biết đánh, 1 tháng cũng biết đánh. À, còn thầy Nguyễn Hùng Phong nói 1 tuần đánh bài. Bởi vì vài bữa tới môn piano trong cái chương trình đào tạo hiện tại, tới cái môn piano anh chị sẽ thấy các con học có 1 tuần là đánh bài, cứ 1 tuần đánh bài. Giáo viên dạy piano bằng phương pháp siêu trí nhớ, và tôi đề nghị cô giáo ấy rằng đó là 1 tuần tối thiểu phải đánh được 1 bài, vậy làm tháng phải được 4 bài. À, có những học trò cô cho được 6 bài, có học trò cô cho tới 8 bài luôn. À, nhưng mà trước đây là cổ là cả tháng nhiều khi đánh có 2 bài thôi. Thì sau khi tôi hướng dẫn phương pháp siêu trí nhớ xong, cổ mới đem cổ làm thành những cái bộ ca, cổ chỉ cho tụi nhỏ nhớ nhớ đồ re mi fa sol rồi khuôn nhạc rất là nhanh. Và thế là cứ 1 tuần tối thiểu làm bài. Được chưa? Vậy thì mình hỏi con của mình về thời gian. Nó nói 1 tháng, 3 tháng gì đó. Rồi nó ok được rồi. Ba sẽ mua, mẹ sẽ mua và sẽ đóng tiền học cho con. Được không? Nhưng mà phải cam kết là phải học. Có bắt đầu thì phải có kết thúc nha. Chứ đừng có bắt đầu xong mà không kết thúc thì lần sau muốn học môn kế tiếp, ba mẹ sẽ không cho nữa đâu. Đó, thì tự nhiên nó sẽ cam kết nó học thôi. À, đó, là như vậy. Được không anh em? À, còn nếu mà gia đình nào mà còn biết dạy con tài chính từ bé thì mình nên giúp con mình dùng tài chính của nó để đi học đàn.
chứ không phải là mình cứ bà đâu mình đóng tiền, bà đâu mình đóng tiền là không nên, được không anh em? Thì cái đó trong cái chương trình mà dạy về tự do tiền bạc dành cho con trẻ đó, cái gọi là cái học phần dành cho con trẻ, thì tôi sẽ hướng dẫn phụ huynh đồng hành với chúng tôi những cái bài tập nha. Quay lại đó là câu hỏi là bây giờ tôi cũng biết tôi thích cái gì nữa, thì thứ nhất là tôi trả lời ngay đó là do cái trải nghiệm của mình là không có nhiều. Thứ hai nữa là cái chọn lựa của mình không có nhiều, có nghĩa là toàn là ai đó chọn thay cho mình thôi, được không ạ? À, chọn lựa à, gọi là không có được chọn lựa nhiều. Đấy, nhiều khi người ta thương quá người ta cứ lo cho mình hết, thì đó cũng là một cái giới hạn làm cho mình không biết mình ước mơ cái gì. Bây giờ đổi lại thì còn lại 35 năm rồi thì cũng không biết còn bao lâu nữa. Cái này thì không biết được. Thế thì bây giờ câu hỏi quan trọng là mình muốn sống thế nào đây? Bây giờ có cái câu chuyện về loài đại bàng đó. Đại bàng là cái loài chim gọi là được gọi là vua của các loài chim. King bird. À, đó là vua của các loài chim. Bây giờ là gọi là đại bàng là nó bay cao 2.000 mét trở lên. À, so với mặt nước biển bay rất là cao. À, và đại bàng có một cái đặc trưng là sao? Trung bình của đại bàng là 70 tuổi rồi. Nên cái logo của chương trình đào tạo hiện tại là tôi để hình con đại bàng. Bởi vì đại bàng là cái loài bay cao, bay xa và được gọi là vua của các loài chim tự do tự tại trên bầu trời. À, và đại bàng sống thọ trung bình là 70 tuổi. Có những người ngồi ở đây chưa chắc sống được 70 tuổi đâu ạ. À. Trong đó có cả tôi. Chưa chắc sống được 70 tuổi mà con đại bàng nó sống được 70 tuổi là trung bình. Thế thì cái năm mà đại bàng nó bằng chị á nè. Đó, nó bằng với chị Ái Nghĩa đây nè. Thì Ái Nghĩa thân mến là năm mà nó bằng 35 tuổi, tức là nửa cuộc đời á, là lông nè, cánh nè, mỏ nè, sừng rồi đó. Cái vảy sừng trên mỏ đó rồi vóng móng vuốt là nó già cỗi. Và nó phải đối diện với một cái thách thức, đó là một là nó cứ để im vậy và nó sẽ chết. À, ví dụ 35 tuổi già cỗi, khoảng chừng 37 tuổi, 38 tuổi chết. Có một trường hợp thứ hai, loài đại bàng nó tự nhận thức rằng nó cần phải lột da, nó cần phải thay lông. Nó giống như rắn phải lột da vậy đó, con rắn nó hay lột da đó, anh em biết không? À, vậy thì con đại bàng nó cũng có một cái hành động đó là lột lông. À, nó bay lên trên một đỉnh núi rất là cao. Đó là đặc trưng của loài đại bàng. Anh em có thể đọc nghiên cứu về sinh vật học. Nó bay lên trên một cái mỏm núi cao nhất, an toàn nhất ở đó. Nó dùng mỏ của nó đổ bứt lông. Thay vì mình làm thịt gà, mình hay bứt mấy cái lông gà đó, thì con đại bàng nó tự dùng mỏ nó bứt lông của nó dục. Rồi sau đó thì nó tự đập cái mỏ của nó, đập cái mỏ và nó vào trong đá để cho nó rớt cái miếng sừng phía ngoài ra. Nó giống như là mình hay làm thịt gà, mình hay dở cái mỏ ra ngoài đó, cái vảy sừng nó ra vậy đó. Máu rồi rất là đau đớn. À, nó tự làm cho móng vuốt của nó rớt ra. À, sau đó nó ở đó khoảng 2 tuần. Thì tự động con đại bàng nó sẽ bình phục và nó tái sinh lại cái lông mới. Và nó sống thêm được 35 đến 40 năm nữa. À, vậy thì bây giờ con người cũng vậy thôi. 35 tuổi rồi. Bây giờ nhổ lông. À, gọi là đập móng hay là chết thì tùy. Được không? Nếu mà mình quyết định sống cái phần đời còn lại của mình là ngày qua ngày chờ qua đời thì cũng không ai cản mình được hết. Nhưng nếu mình quyết định cạo đầu cũng là một cái hoạt động mà tôi phải thay đổi đó. Hồi xưa tóc tôi không phải như vậy đâu. Các bạn mở hình thầy lúc còn tóc đi các bạn. À, ngày xưa tôi còn tóc. À, thế rồi à, khi mà tôi muốn gọi là làm cho mình có một cái bài tập để xem là mình có làm được không, đó là đi cạo trọc cái đầu. Cái gì vậy? Đây, lúc còn tóc. À, còn tóc, thấy không? Rồi tóc đi. Đấy. Lông tóc quá trời quá đất luôn. Rồi cuối cùng á, là thấy cuộc đời của mình cần phải có cái gì đó thay đổi. Thay đổi thì mình phải thay đổi từ bên trong là chính, nhưng mà mình vẫn thay đổi cái ngoại hình bên ngoài để xem mình có dám. Bao nhiêu năm tôi toàn 46 quen rồi, cứ mở lên là nhìn vô gương thấy bên này nét, bên này nét là nó quen con mắt như vậy rồi. Bây giờ cạo trọc đi thì có sao không? Cho tôi hỏi ai ở đây đã từng cạo trọc đầu rồi, comment có mà. Có ai không? Nếu có comment có, không comment không. Có hả? Ui, cũng có vài người dám cạo trọc đầu. Hay á. Thế thì cái cảm giác mà cạo trọc đầu á, nó kinh khủng lắm nha anh em. Kinh khủng lắm. Anh em không tin mai cạo đi biết. Cạo trọc lóc cái đầu á. Trời ơi, nó kinh khủng lắm. Tóc mình nó đang quen như vậy rồi. Con mắt mình nó nhìn vô gương, nó thấy mình quen rồi. Tự nhiên đi cạo cái đầu mình đi. Nhìn kinh lắm.
Và lần đầu tiên tôi cạo xong tôi đi về nhà, má tôi thường mà thấy tôi về nhà cái là má tôi hớn hở dữ lắm, đi làm cháu gà cháu vịt rồi cho con trai ăn đồ hớn hở dữ lắm. Ngày hôm đó nguyên một buổi sáng im giống như nhà có tang vậy đó, im re không nói gì hết, chỉ lầm lũi làm việc. Xong rồi trưa cái chị ba của tôi chỉ về, chị biết tôi về cái chị cũng mua đuôi bò rồi về chị nấu bún bò rồi cho tôi ăn. Cái chị vừa mới về chị thấy má tôi im re, cái chị hỏi má sao mặt buồn dữ má. Cái bà kêu chị ba tôi vô trong, bà hỏi nhỏ nhỏ con tìm hiểu coi là em con nó làm ăn có bị làm sao không, mà sao nó đi cạo trục lóc cái đầu ghê vậy con. Xong rồi cái chị ba tôi mới cười hăng hắc, chị ba tôi bảo má không có biết cái mốt của đại gia bây giờ người ta vậy á. Má tôi nghe là đại gia bây giờ người ta cạo trọc đầu, thế là má tôi liên tưởng là tôi giàu to, thế là má tôi thay đổi ngay trạng thái, chiu, từ một cái người mập như đưa đám vậy đó mà trở thành một cái người gọi là rất là hớn hở vì con của mình là đại gia. Ai hiểu ý này rồi đây, đây. Anh chị thấy không, chỉ vì một cái suy nghĩ thôi mà nguyên một buổi sáng như đưa đám, không nói tiếng nào, sống một cách rất là buồn bã và trầm lắng à, mà nhưng cũng không dám hỏi trực tiếp vì ngại. Chẳng lẽ hỏi gì con làm ăn có tốt không, có mắc nợ không hay gì á, hỏi vậy ngại, không có thích hỏi như vậy. À, đến chừng mà khi nghe chị ba tôi nói cho đúng một câu thôi, rồi má không biết cái mốt bây giờ đại gia người ta vậy á, tự nhiên cái thay đổi từ trạng thái con mình làm ăn khổ trở thành đại gia một cái trạng thái khác hẳn liền. Anh chị thấy cái miệng của chúng ta nó ghê không, bao nhiêu người biết cái miệng của chúng ta ghê dữ lắm, nói một cái là người ta hạnh phúc mà nói một cái là đời người ta đau đớn, được không, bao nhiêu người biết là cái suy nghĩ của mình nó cũng ghê gớm lắm. Ai hiểu ý này? À, nên anh chị á, tôi nói anh chị nào mà chưa học cái lớp thương gia ngày 18 tháng 3 lo mà tranh thủ đi nha, còn tới 47 anh em bảo lưu ừ bảo lưu lười biếng học ha. Ờ, tranh thủ nha, 18 tháng 3 lo đi. Rồi à, chúng ta gọi là, và tôi rất là mong anh em nào mà gọi là đã học rồi chúng ta có thể quay lại chúng ta làm phụng sự viên, học hành làm sao đó để sau này mình có thể đào tạo lại những cái chương trình thương gia à, cho các anh chị của mình à, à, trong cộng đồng của mình nơi mình sinh sống. Có những cái anh chị biết không, nó cực kỳ đơn giản thôi mà con người người ta không chịu hiểu, chỉ một câu nói thôi mà làm cho đời người tê liệt cả buổi sáng, chỉ một câu nói thôi làm cho đời người bừng sáng lên cả buổi chiều. À, anh chị thấy kinh khủng chưa? Nên chơi với ai mà người ta nói cái gì với mình mà mình không kiểm soát được cảm xúc nó khổ gì đó. Đó, nên bây giờ câu chuyện là chị có muốn, chị ái nghĩa sau năm 35 tuổi rồi, đại bàng lúc này là long cánh cần phải nhổ bỏ rồi để đổi mới rồi, thế bây giờ 35 năm qua rồi thì cũng đâu có lấy lại được đâu, thế còn 35 năm nữa mà không biết có tới không nghe. Cầu cho chị được 40 năm 60 năm gì đấy, nhưng mà giả như không tới đó thì sao? Thế thì câu hỏi là có muốn làm khác đi không hay lại thích làm như cũ à, bây giờ à, có chiều cho mình trải nghiệm không? Cho tôi hỏi chị là chị có mấy đứa con? Dạ em có 2 thầy ạ. Mấy tuổi? Lớp mấy? Đứa lớn 8 tuổi, đứa đứa sau thì hơn 1 tuổi thầy ạ. À, 8 tuổi và 1 tuổi. Rồi cái bé đằng sau là tuổi vàng đó nha. Từ 1 tuổi đến 6 tuổi người ta là giai đoạn vàng đó. Cái giai Dạ. đoạn đó nó quý dữ lắm, mình nhớ phải đọc để tìm hiểu về bộ não của con trong giai đoạn vàng cần phải làm gì. À, à tôi sẽ nói các cộng sự, tôi gửi vào group cho các anh chị một cái cuốn sách của giáo sư Chichida. À, cuốn sách rất là hay luôn, chị chịu khó ngồi đọc nha. Dạ, em cảm À, ơn thầy. một tuổi từ 0 đến 6 tuổi là tuổi vàng. Chúng ta phải biết huấn luyện à, giúp đỡ cho con mình nó phát triển một cách tự nhiên tốt đẹp nhất. Rồi, bây giờ vẫn còn thời gian dành cho con của mình. Thế chị ấy nghĩa bây giờ phải tập thói quen thay đổi thôi. Mình làm một cái gì tốt đẹp hơn để sau này mình có kinh nghiệm mình dạy cho con. Cứ vài bữa nữa con mình nó lớn lên nó cũng 35 tuổi và nó nói con cũng biết làm gì hết rồi. Ước mơ của con cũng không biết nữa. Nhưng mà may mắn của mình đó là mình có ông chồng. Mà đó cũng là bất hạnh của mình chứ không biết may mắn hay bất hạnh nữa à nha. Có nhiều khi mình được chồng lo cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái điều rất là hạn chế đó. Nó làm cho mình không được trải nghiệm cuộc sống. Thì cái đó mọi việc trong đời nó có thể đó là phúc mà cũng có thể là họa à, thì chúng ta làm sao để có cái sự cân bằng trung dung để mà sống à, chứ nếu mà chúng ta không có trải nghiệm thì tự nhiên chúng ta cũng không có biết cái cách để làm sao mà làm cho cuộc sống chúng ta trở nên thú vị thì rất là uổng một cuộc đời đó ha, cuộc đời nó quý dữ lắm.
chịu khó mỗi ngày học một chút, từ từ sẽ hiểu ra cuộc đời nó quý như thế nào ha. Dạ thầy ơi, thầy nói là phải bứt phá, phải thay đổi, thì em cũng biết bứt phá từ chỗ nào thầy ạ. Em đã từng suy nghĩ là hãy phải đi du lịch nhiều nơi đây đó để trải nghiệm giống như thầy nói. Em suy nghĩ cách đây 2 năm trở lại đây là em muốn làm điều đó mà cũng chưa làm được, tại vì con em còn nhỏ thầy. Mà như vậy có được không thầy? Khi mà chị đã muốn làm rồi, bây giờ tôi hỏi chị nè, à, cái này nghiêm túc nha. Bây giờ tự nhiên á, bác sĩ ngày mai bác sĩ gọi gì lên, chị có một cái cơn không thoải mái gì đó về sức khỏe, cái bác sĩ gọi lên nói chị còn khoảng 2 tuần nữa thôi là xong rồi đó, chứ cái này là không có chữa được. À thế thì chỉ còn 2 tuần nữa, à, chị nghĩ chị có đi du lịch được không? Tức là người chị thì vẫn ổn, nhưng mà 2 tuần nữa tự nhiên tim chị nó sẽ ngừng đập. Bác sĩ cho chị cái bệnh vậy. Để lúc đó con chị nó cũng mới có 1 tuổi và đứa kia cũng đúng 8 tuổi thôi, chứ nó cũng chưa chưa có kịp tăng lên 2 với 9 gì hết trơn đó. Chị nghĩ lúc đó chị có đi được không? Chắc không đi được quá thầy. À, Suy tâm. Dạ. đi sụp tinh thần liền đúng không? Dạ. Rồi. Rồi. Đó, nên bây giờ là có những cái mình nói là do con mình có độ tuổi. Thế bây giờ tôi cho chị thêm một cái ví dụ thứ hai nữa. Đó là ví dụ một là ví dụ theo cái hướng là suy sụp. Bây giờ ví dụ hai này. Tôi nói chị là ngày mai làm sao mà tôi đố chị đi du lịch đến một cái nơi mà chị thích. Chị thích đi đâu? Đầu tiên giờ cho chị đi du lịch, chị đi đâu cái đó? Em thích đi Phú Quốc thầy. Rồi, ok. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ tôi cho chị là 1 tỷ đồng, nếu mà trong vòng 1 tuần tới chị đi Phú Quốc chị chơi 1 tuần, à, làm sao tôi không biết, cứ chị có mặt ở Phú Quốc 1 tuần thì tôi cho chị 1 tỷ đồng, chị nhắm chị làm được Dạ được thầy. không? Ừ. Thuê em thuê người coi con. Ok. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta là những thương gia, có một câu nói cửa miệng là à, giải quyết ha, chúng ta là trùm giải pháp, à, chúng ta phải có cách giải quyết và chúng ta tập trung tìm giải pháp chứ không có tìm cái lý do là này lý do kia. Thì nếu mà hôm nay chị nói con chị đang nhỏ chị đi không được thì ngày mai á, chị lại có cái suy nghĩ là con chị nó đang đi học chị không được, cái ngày mốt cái chị nói con chị nó trưởng thành bây giờ chị phải giữ cháu, cái đến khi chị đai cái chị nói là tại vì hồi đó tôi trì hoãn quá đó, đại khái là như vậy đó. Nên bây Dạ giờ em. là cái vấn đề mà con của mình 1 tuổi và 8 tuổi mình không đi được là cũng không phải lý do đâu. Lý do là tại vì chị không có cái kế hoạch cho cuộc sống của chị một cách cụ thể thôi. Ha. Có nghĩa là bây giờ mình xác định lại là ví dụ như ngoài cái lịch công việc thì mình phải có cái lịch du lịch. Đó, như giống như là trong tháng 3 này là mình có một cái lịch dành cho gia đình của mình. Đó, là mình đưa má mình đi du lịch cho bà đến một cái nơi, một cái nước bà chưa từng được đến. Ha. Thì mình đã chốt cái lịch đó rồi. Thì dù người ta có trả cho mình tiền tỷ mình cũng thèm. À đúng giờ đó là mình sẽ đi chơi. Còn khi mình cái lịch của mình đang làm việc là mình làm từ sáng tới chiều mình cũng thấy bình thường. À không vấn đề gì hết. Còn lịch đó là đã lịch đi chơi. Cứ đúng vậy mà đi chơi. Vậy thì 1 năm chị cũng nên cho chị 2 đến 4 kỳ đi chơi nếu tùy theo hoàn cảnh gia đình mình. À ha. Rồi bây giờ có người vừa mới comment là quan trọng không có tiền. Nó lại lý do nữa rồi. Những cái người mà cứ có lý do nhiều như vậy thì chúng ta không có làm thương gia được, chúng ta chỉ làm gì ta. Làm thương gia là người ta không có lý do gì đó, người ta chỉ có làm và làm thôi. Anh chị biết trong quá trình mình làm thương gia đó nó xảy ra rất là nhiều cái khó khăn, và việc của chúng ta là một đường mà đi, không nói lằng nhằng, hiểu không, giải quyết không giải thích, một đường mà đi, cứ set up mà đi, mình đi đâu mình đi. Còn trên quá trình đi người góp ý này, người góp ý kia, người góp ý nọ nói tùm lum ta la, mình lắng nghe hết. Được không ạ? Lắng nghe hết, nhưng mà một đường mà đi. Mình lắng nghe để mình tham khảo ý kiến thôi, chứ tuyệt đối đừng có để cho cái lời của người ta đó nó ảnh hưởng tới cái mục tiêu của mình. Ví dụ như mình đã nói là 1 năm tôi quyết định đi chơi 2 lần. À ví dụ như tôi sẽ đi Phú Quốc, tôi đi trong nước 1 lần. À, tôi đi nước ngoài 1 lần, ví dụ như vậy. Thì mình phải tìm hiểu là từ đây ra Phú Quốc là nếu mà bây giờ mình đặt trước 3 tháng thì khách sạn nó là bao nhiêu, vé máy bay mình đặt trước 3 tháng là nhiêu, mình ở đó trong vòng 3 ngày 5 ngày thì là bao nhiêu tiền.
Được chưa? Rồi mình đặt trước 3 tháng, 6 tháng. Nó rẻ dữ lắm. Thay vì tới ngày đó mình mới đặt 10 đồng, mình đặt trước còn có 6 đồng thôi. 4 đồng kia sẽ được tiết kiệm. Tương tự như vậy, mình muốn đi nước ngoài, mình gọi ngay cái tour. Ví dụ muốn đi qua Singapore, muốn đi Hàn Quốc, mình gọi điện cho bên du lịch. Mình hỏi là tôi muốn, ví dụ như bây giờ tháng bắt đầu hết tháng 2, vô tháng 3, 3 tháng nữa là tháng 5. Mình nói tháng 5 tôi muốn đi Hàn Quốc, tháng 5 tôi muốn đi Singapore. Thì anh chị có cái tour như thế nào? Tìm hiểu các bảng giá. Bây giờ tôi đặt thì giá nó làm sao? Được chưa? Rồi lên kế hoạch đúng ngày đó, xách ba lô lên đường đi chơi. Thì lúc đó mình mới có cơ hội để trải nghiệm thế giới. Chứ bây giờ mà mình cứ nói bây giờ con tôi đang nhỏ, vài bữa nó lớn lên thì nó đi học, thì mình lại nói con tôi mất đi học. Lớn lên tí nữa nó kết hôn, mình nói con tôi nó mới đẻ con nên tôi phải giữ cháu. Lớn tí nữa cái nói cháu tôi nó đang thi đại học nên tôi phải ở nhà canh. Lớn tí nữa đai luôn. À, thì lúc đó tùy mình thôi, cuộc sống do mình mà. Được chưa? Nên nếu mình là thương gia mà mình không có được cái thói quen đó là set up cái lịch sống của mình và đưa ra những cái nguyên tắc của mình trong cuộc sống thì mình đâu có làm thương gia được. Thì lúc đó mình sẽ khổ, hơi uổng đi, nó lãng phí cuộc đời đi. Cuộc đời mà chỉ có ăn rồi ngủ rồi chết thì thôi uổng quá. À, thì bây giờ nếu như mà trong gia đình mình á, chồng mình có thói quen đi du lịch không? Chồng của chị Nghĩa có thói quen đi du lịch không? Đâu mất tiêu rồi. Mở mic cho chị các bạn. Rồi, đụng vào mic. Quen đi du lịch. Chồng chị có thói quen đi du lịch không? Dạ không thầy ạ. Ừ. Cho nên Dạ. ông chồng có thói quen đi du lịch là mình ngon rồi. Bây giờ ông không có thói quen, mình tập thói quen cho ông đi. Tối nay mình nằm mình thủ thỉ, chồng ơi, em có một ước mơ là em được đi du lịch Phú Quốc. Dạ. Lên kế hoạch là 3 tháng nữa vợ chồng mình đi. Em có hỏi vé rồi. À, đi tìm hiểu coi cái tour Phú Quốc. Nếu mà mình không tự biết được thì mình tìm cái tour. Cái tour đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm là bao nhiêu tiền. À, mình cứ tìm cái tour, nói chồng ơi, em muốn đi Phú Quốc. À, em tìm hiểu là khoảng 3 tháng nữa đi thì mỗi vợ chồng, mỗi hai chồng mình với hai con đi thì hết đâu đó loanh quanh khoảng 10 triệu đồng. À, ví dụ như vậy. Thế thì mình để dành mỗi tháng 3 triệu nha chồng. À, từ đây tới đó tiêu xài gì đó, nếu giả như trong trường hợp không có tiền rồi mình nói à để dành mỗi tháng 3 triệu nha chồng, rồi cứ hàng tháng bắp 3 triệu một cái bụp bỏ ra một cái chỗ nào đó không có đụng tới nó. Được không? Tới 3 triệu bóc cái búp, bỏ ra 3 triệu để đó, không có đụng tới nó, đem bỏ dưới gối hay là ở đâu đó. Giả như, ví dụ như vậy, nếu giả như mình cần tiết kiệm tiền, tôi đang nói cho cả lớp chứ không phải do chị Nghĩa đâu nha. Bóc cái khoản Dạ. tiền để ra, thì khi mà mình không có xài tới nó nữa thì mình đâu chết đói đâu. Ví dụ đi chợ bình thường mình đi 500 ngàn, bây giờ mình đi thành 400 thôi, thì nó dư ra 100, tiền tháng dư ra 3 triệu rồi. Thì không phải 3 tháng là 9 triệu rồi còn gì, bóc thêm 1 triệu nữa là đi du lịch, cả gia đình đi Phú Quốc. Còn chồng mình nó nói con đi học, chồng mình nói là con đi học mà vợ. Chồng ơi, thầy Phong thầy cho con thầy nghỉ học mấy lần. Tức là nó đi học mà cực đó là thầy cho đi chơi xong rồi thầy về thầy phụ phụ con của thầy chép bài. Học cả đời. Không có thèm. 3 ngày không đi học, không có đứa trẻ nào mà thất học mà chết. Không có đứa nào mà không đi học 3 ngày mà cuộc đời tan nát. Chỉ có mấy đứa đi học cả đời mới tan nát. Tức là đi hoài mà không có thời gian nghỉ. Anh chị Du á, cho tôi hỏi anh chị, nếu mà con anh chị nghỉ học 3 ngày, giả như đã trong giai đoạn đi học nó nghỉ 3 ngày về chép bài, chị nào tin rằng cuộc đời đứa bé đó chẳng sao hết? Còn mà ai tin rằng nó chẳng sao hết á? Một năm đi du lịch 2 lần cho nó nghỉ 6 ngày, đúng ngay ngày học luôn, chứ không cần gọi là nghỉ hè làm gì hết á. Thứ hai, thứ ba, thứ tư là tôi cho con tôi nghỉ đi Vũng Tàu chơi. Cả nhà ngoại của nó la lối ỏm tỏi, nó có tới 9 bà dì mà có tới 9 bà dì la ói 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 rồi nói người ta sao mình vậy, thời nay người ta vậy mà học ai chẳng học như vậy. Tôi nói không, ai sao tôi vậy, không lẽ người ta làm bậy tôi làm theo sao? Không, không, tôi cho con tôi nghỉ, sau đó tôi phụ con tôi chép bài 3 ngày làm ghê à. Không, dẫn con cái hai vợ chồng đi. Rồi bây giờ nói với chồng, nếu mà anh đi làm ở công ty thì kiểu gì một năm chẳng có 3 ngày và 12 ngày phép. Còn nếu như mà anh làm tự do mà làm thêm 3 ngày thì anh có giàu hơn không?
Nếu mà làm 3 ngày mà nó ra được 3 tỷ thì cũng nên làm. Còn bây giờ 3 ngày thì nó cũng không giàu hơn mà cũng không nghèo hơn. Đi du lịch một cái tự nhiên mình giàu thêm kinh nghiệm, mình giàu thêm cảm xúc của cuộc sống, mình giàu thêm cái trải nghiệm sống của cuộc đời mình. Anh em mình dùng ý này không ạ? Nên lên lịch đi du lịch đi anh em, lên lịch đàng hoàng đi, đi. Tối Rồi, nay em khi nào chị đi? tối nay em lên lịch luôn thầy. Ừ, lên lịch luôn. Tiền bạc chắc đâu có thiếu gì đâu mà sợ đúng không? Thiếu phải để dành. Cứ để dành, nếu mà thiếu thì để dành. Rồi, nhớ nha, làm gọi là bán một cái áo thể thao, tặng cho người ta một cái chương trình học dạy con tự tin, tự lập, dạy con không mê game nữa. Do đó người ta họ họ vô học thấy hay quá họ mua. Và thế là mình có tiền. Bán đồ thể thao đã có tiền rồi, tặng quà cho người ta vô học lại thêm một lần tiền nữa. Mà nhớ là mình là đối tác của Tâm Trí Lực thì chỉ cần mình cái người khách hàng đó do mình giới thiệu một lần thôi thì từ đó về sau người ta sẽ là khách hàng của mình mãi mãi. Sau này người ta mua một bịch gạo của Tâm Trí Lực mình cũng có tiền, mua một chai nước mắm cũng có tiền. Gạo thì tôi đã có cái gạo Tâm Trí Lực rồi, các bạn đang làm cái chương trình gửi gạo tặng cho các anh chị. Còn nước mắm á, là vài bữa các anh chị coi có nước mắm Tâm Trí Lực được chưa? À, trước sau gì chẳng ăn nước mắm, ăn ủng hộ thì Phong cái đi hình dung không ạ? Nên là bây giờ cái việc của mình là cứ đi tặng quà cho người ta để người ta trở thành khách hàng của mình. Chỉ cần á, mình đi tặng quà à, cho ví dụ ai mà ở trong trường nữa thì càng tốt, ai mà ở trong trường ở trong công ty là quá tốt. Mình cứ tặng cho tất cả các thành viên trong đó những cái chương trình học, nếu mà họ bỏ tiền ra mua là cứ khóa vậy là hết 400 500 ngàn gì đấy. Nhưng bây giờ mình cứ đi tặng quà cho người ta học trước, người ta tặng quà xong cái ha, người ta tặng quà cho cái người ta vô người ta thấy hay quá, học hay quá, người ta mua những khóa học cho con người ta học khi ta kèm online, người ta mua sách cho con người ta, mua gạo mua nước mắm, thì người ta cứ mua một lần như vậy là mình được nhận một cái khoản tiền. À, đó là cái cách mà Tâm Trí Lực chúng ta xây dựng một cái cộng đồng Tâm Trí Lực, đó là mình cứ trao giá trị cho con cái người ta, gia đình người ta, rồi sau đó người ta yêu quý mình, người ta mua gạo mua nước mắm mua mật ong ha, mua những cái rất là thưởng thức của đời sống. Anh gì thấy cái công ty Tiki không? Hồi xưa Đặng Ngọc Thái Sơn á, là anh gọi là anh bán sách thôi, tức là cứ gói từng cuốn sách để bán. Nhưng rồi sau đó thì người ta yêu quý anh và bây giờ Tiki bán quá trời thứ trên đời luôn. Nó là như vậy đó. Hai anh em, Tiki bây giờ được định giá là hơn 600 triệu đô rồi. Ha, nó là như vậy. Rồi, chúc mừng chị nha. Lên kế hoạch khi nào đi nhớ báo tôi biết với ha. Biết đâu tôi gọi là đi vào tháng 6 hả? Ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6. Đó, là có cái chương trình đại hội của BNI ở dưới Phú Quốc đó. Đông vui dữ lắm. À mà từ từ đây tới tháng 6 mới đi thì hơi xa. Tháng 3 thì tới tháng 4 đi đi. Rồi tháng 6 đi một cái nơi khác. À, ví dụ như vậy. Tôi đảm bảo chị đi về là tự nhiên gia đình chị giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Chị mà ở nhà là chẳng có gì ngoài tiền đâu. Mà nhiều khi tiền nó cũng không về được đâu. Đúng Dạ. không? Do không chịu đi chơi. Khi nào em bắt đầu đêm nhắn tin cho thầy á Rồi cái thứ hai nữa mà muốn trở thành thương gia là mình phải có một cái sự thay đổi bản thân. Đấy giờ tôi nghĩ là kiểu tóc chị đang để chắc cũng nhiều năm lắm rồi, đúng không? dạ đúng rồi thầy. Đúng rồi, bây giờ mình hãy làm cái gì đó cho nó mới đi. Ngày mai mình cái này làm liền được nè, tìm cắt tóc uốn tóc nó không nhiều đâu. Đi ra mình làm một cái kiểu tóc gì đó mà cho chồng mình hết hồn luôn. Cho ổng một người vợ mới. Ừ. Ra mình gọt giũa gì đó một cái kiểu tóc mà trước giờ rồi mà mình chưa từng để đó, để một kiểu tóc à, làm sao chồng mình nhìn vô một cái trời ơi nó đẹp mê ly cái gì trời, đúng không? Rồi bắt đầu mình thay đổi một cái loại dầu gội đầu. Trước giờ ví dụ như cứ rejoice 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 benzin 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 ví dụ à, bây giờ mình chuyển qua đô à, ví dụ như vậy à, Accenture ví dụ như vậy, hoặc là một cái thương hiệu nào đó mà nó thơm thơm cái mùi nó khác đi, tức là mình tạo ra một cái sự khác biệt mới mẻ trong gia đình của mình, từ cái cách ăn mặc cho tới cái mùi mùi hương à, mình cái đó người ta gọi là sự thay đổi giống như đại bàng vậy đó. Chứ có những người không có dám thay đổi, mà nếu mình không dám thay đổi thì sau này con của mình nó cũng sẽ thói quen giống y chang mình, tức là nó ngại thay đổi rất là đáng tiếc.
Con người mà không có dám thay đổi mà cứ muốn kết quả tốt hơn thì tôi cũng biết nói làm sao luôn. Anh em hình dung không ạ? Rồi, cảm ơn chị. Cho chị chào tay đi nè. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi, thông qua câu hỏi của chị thì chắc chắn anh em cũng đã học được cái điều gì đó và nên làm cái điều gì đó ha. Rồi, tôi mời một người đàn ông. Mời anh Hoàng Khôi. Chào thầy và các anh chị trong phòng Zoom ha. Em tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Khôi, năm nay cũng 41 tuổi thầy, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Vừa rồi em cũng trong những năm qua em hồi xưa thầy là trước đây là em đang làm cho một công ty tiếp thị về cái lĩnh vực về phân bón á. Thì em làm ở bên đó được khoảng 10 năm, 10 7, 7 năm. 7 năm thì cái hệ thống đại lý khách hàng thì em cũng biết, nhưng mà về công ty họ siết quá em không làm nữa thì em mới nghĩ ra ngoài, em thành lập một công ty do chính mình. Thì ban đầu cũng có nhân sự khoảng 7 8 người gì đó, nhưng mà do chắc là cách của em không biết quản lý nhân sự thầy, chứ họ đi đi vô đi con. Họ đi làm mà giống như đi làm mà bán không được hàng, rồi tiền lương các thứ, thì cuối cùng là khoảng 2 năm thành lập công ty năm 2017 thì khoảng 2 năm thì không còn nhân sự nào hết. Giống như hiện giờ là chỉ còn có mình em, thì em sản xuất hàng rồi em tự đi bán luôn. Khoảng một năm nay thì cái doanh thu nó đang rất là xuống, mà em cũng đang nói chung vẫn còn tình trạng đó thì mình vẫn sống được cái nghề đó, nhưng mà thấy nó không có đủ. Mà vừa rồi nghe thầy nói về cái thương gia thì nó không cần cái thương gia, không cần phải lập công ty, cho nên em đang tìm. Mà mấy năm nay thì cũng đang học theo rất là nhiều cái nơi nhưng mà thấy cũng chưa có kết quả gì. Mà vừa rồi thì theo học lớp của Đại Phong thì cũng hy vọng là em cũng đang có tác nhỏ nhỏ, mà hiện tại trong lúc này thì nói chung là cũng dắt dắt cạn luôn mới được một cái đó. Em mạnh dạn để em đi một cái mới, em đổi đổi đổi, đổi thay. Để mong từ đây về sau nó có một cái, thứ nhất mình có cái được học từ chỉ dạy của thầy á, mình sẽ có được nhiều cái bài học hơn, mình làm cho nó tốt hơn á Cảm ơn anh. Rồi bây giờ câu hỏi của anh là gì? thầy. Em hỏi thầy là như như tình trạng của em muốn đang muốn đổi đổi cái phương thức đó, thì không biết là em chưa có cái hướng nào hết, nhưng mà em đang là cái hướng là chỉ là trở thành đối tác của Tâm Chiến Lược thôi thầy. Ok. Ok, mà cái đơn giản là câu hỏi quan trọng đó là khi mình làm một cái gì đó mà mình thấy cái sản phẩm đó, cái công việc đó nó không có đảm bảo được cái thu nhập, cho nó không có con đường ra, nó không có sự phát triển thì mình đổi thôi, cái đó cũng bình thường anh coi. Phong cũng vậy, ngay ngay trong một lĩnh vực nha, Phong, ngay trong một lĩnh vực đó mà mình thấy cái sản phẩm này nó không ok, mình đổi qua sản phẩm khác thôi. Cái đó là bình thường. Nhưng cái điều quan trọng này, bây giờ cái tư duy mà xây dựng hệ thống của mình đó nó phải có thì mình mới làm ăn được. Tới bây giờ tôi vẽ cho anh một cái sơ đồ. Đầu tiên là khi mà làm ông á, thì anh em mình làm công ty lớn nhỏ gì không biết, kiểu gì nó cũng chỉ có ba cái trụ như thế này. Một cái trụ tên là trụ sản phẩm, một cái trụ tên là trụ bán hàng, và một cái trụ tên là vận hành. Vận hành tức là liên quan tới cái toán tài chính điều hành này kia. Thế bây giờ cái câu chuyện ở đây là chúng ta biết là ở Tâm Chiến Lực của chúng ta đó, khi anh em làm đối tác của Tâm Chiến Lực thì anh em đã sản phẩm là công ty lo mất tiêu rồi, được không? Vận hành là công ty cũng lo luôn rồi. Ai cái khâu này mệt lắm, cái này mà anh làm không khéo là anh chết liền đó, được không? Khi làm doanh nghiệp mà có những doanh nghiệp là cứ sản xuất là sản phẩm ra rồi bán không được, nên chúng ta hay bị cái là giải cứu thanh long, giải cứu mít, giải cứu cái này, giải cứu cái kia, giải cứu chuối, tức là làm ra sản phẩm nhưng bán không được. Trường hợp thứ hai đó là mình tổ chức bộ máy không có hiệu quả. Bộ máy thì cồng kềnh, tốn tiền mà bộ máy lại rất là mệt, tháng nào cũng phải trả tiền ở đây cồng kềnh. Thế bây giờ ở Tâm Chiến Lực thì sản phẩm công ty làm rồi, vận hành thì công ty có rồi, anh chỉ cần làm đúng cái khâu chỗ đây nữa thôi, bán hàng đó. Anh Khôi chỉ cần làm đúng cái chuyện đó là bán hàng. Bây giờ khi bán hàng á, thì Tâm Lực cũng đã tính cho anh là bán hàng á thì đã có quà tặng ở đây, anh không có cần làm cái gì ghê gớm hết, anh chỉ cần có quà tặng. Có quà tặng ở đây là anh cứ đem bà anh đi tặng, rồi ở trong này nó có một cái hệ thống sẽ giúp cho anh chăm sóc để bán hàng.
Bây giờ khi mà bây giờ cái công việc mà anh khởi động với tâm lực mà để thành công á, thì tất cả mọi thứ này đã ready hết rồi, sẵn sàng cho anh hết rồi. Bây giờ anh chỉ cần làm đúng chuyện thôi, đó là anh xây dựng cái đội nhóm của anh, xây dựng cái đội nhóm của mình. Anh nên nhớ là một người tối đa một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Anh cũng 24 giờ, Phong cũng 24 giờ. Được chưa? À, thế với anh em mình á, mà chia cái khung giờ này ra làm 3 phần. À, thường là cuộc đời chúng ta chia làm 3 phần rất là rõ ràng đúng không? Đó, anh làm việc ở đây nè. Rồi anh vui chơi ở đây nè. À, và anh ngủ, chứ không thể nào không ngủ được, ngủ ở đây. Thế thì rõ ràng á. Đó. Mỗi cái này là 8 giờ, thì nếu mà anh Khôi có làm hết cái này, anh Khôi cũng chỉ có 16 giờ thôi. Một ngày mà anh làm 16 giờ là coi chừng á, là vợ cũng muốn bỏ anh rồi đó, hoặc gia đình anh cũng tan nát tới nơi. Tại đâu còn thời gian để mà vui chơi gì đâu. Thế thì câu chuyện ở đây là ngày anh có làm hết sức thì cũng 18 giờ, 16 giờ. Vậy thì anh đừng có làm một mình nữa, 16 giờ không có giàu được đâu. Mà lúc này ví dụ như anh làm đối tác, ví dụ như anh làm đối tác mà anh mua cái gói 50 triệu đó, thì anh đang có một cái mức chiết khấu là 30%. 30%. Còn nếu mà anh mua gói 1 tỷ đó, thì anh đang có một cái mức chiết khấu y như Vietnam Airlines thôi. Cái gói càng lớn thì chúng ta được chiết khấu nhiều hơn. Chúng tôi xây dựng cái tâm chiến lược là giống như cái mô hình của bán vé máy bay của Vietnam Airlines vậy đó. Thì bây giờ tôi ví dụ từ từ anh làm ban đầu á, bây giờ anh đang làm là cái gói 50 triệu đúng không anh Khôi? Dạ đúng. 50 triệu anh được 30%. Tôi chỉ anh là anh đừng có, nếu mà anh đi làm 16 giờ để anh lấy luôn 30% này á, thì anh không thể giàu được. Mà lúc này luôn luôn chúng ta phải làm một động tác là chúng ta đi kiếm. À, mình chúng ta đi kiếm gọi là những người anh em của chúng ta, mà chúng ta cho họ một cái mức chiết khấu, à, ví dụ như 20%, thậm chí anh cho luôn 25%. Được chưa? Anh là cái người bỏ tiền nhưng mà anh cứ cho chiết khấu như vậy. Được chưa? Mà anh nói 20-25% người ta khó hiểu lắm. Ví dụ như anh nói là bán một cái tài khoản cho các con học trọn đời, học 12 năm học phổ thông của con, vừa học song ngữ thuộc bài ngay tại lớp, học mọi mọi thứ nhẹ nhàng, một ngày có 1.000 bạc, tính ra 12 năm là chỉ có 5 triệu, 168, cho loanh quanh 5 triệu đi. Thế bây giờ anh biết là 10% như vậy thì hết khoảng 50, 10% thì hết được 500, 20% là được 1 triệu. Vậy thì anh cứ nói rõ với người ta vậy nè. Nếu mà các bạn đi giới thiệu, gọi là kết nối cho khách hàng, họ biết họ sử dụng cái này, mà việc của bạn là chỉ đem quà đi tặng thôi, thì suy ra là cứ người ta mua một cái gói cho con ta học 12 năm quá rẻ như vậy, thì 5 triệu thì bạn được 1 triệu, anh cho luôn người ta 20% đó. Vậy thì anh cứ có, vậy là trong này anh có 30%, anh lấy được 1,5 triệu đi, anh đưa người ta 1 triệu, anh chỉ cần 500 thôi. Nhưng mà lúc này á, anh sẽ có một cái đội, cái team. Ví dụ như anh có, ban đầu anh có cái team khoảng 10 người, rồi anh có team khoảng 100 người. Do đó thì nó khác ngay. Ví dụ anh có 100 người, mỗi người chỉ cần đi làm 8 tiếng thôi. Đó, thì anh có ngay 800 tiếng. Một ngày mà anh có 800 tiếng thì chắc chắn là anh mới có cơ hội giàu có được. Và anh mới có cái cơ hội để thưởng thức cuộc sống được. À, đó là nguyên tắc. Giống như tôi, ngày xưa là tôi không có hiểu cái chuyện này. Tôi mở lớp ra xong rồi tôi tự đi dạy, tôi làm hết mọi thứ, cái tiền tôi có chút xíu à. Còn từ cái ngày mà tôi hiểu rằng là muốn giàu có thì đừng có làm một mình, mà mình phải làm việc với nhiều người. Và khi làm việc nhiều người, mặc dù mình là người bỏ vốn ra được 30%, mình cho luôn người ta 20 đến 25%, nhưng mà nói 20 25% người ta khó hiểu. Mình nói là cứ việc của bạn là đem cái khóa học đi tặng, tôi cho bạn cái link, việc của bạn là đem khóa học đi tặng. Và khi bạn đem khóa học đi tặng á, thì suy ra người ta học, hoặc là đem những cuốn sách đi tặng, đem những cuốn sách như thế này đi tặng cho phụ huynh. Thì khi mà đi tặng cho phụ huynh như vậy, người ta thấy hay quá, người ta mua cho con người ta học, thì lúc đó bạn sẽ được 1 triệu đồng. Thế thì anh đi tìm ví dụ như là một cái công ty nào đó, anh chỉ cần tìm một cái người nào đó mà họ có thể kết nối được với nhiều người trong công ty đó, thì coi như anh sẽ có cả một cái hệ thống khách hàng như vậy. Được không anh? Nên là việc của anh bây giờ là mình học cái cách để xây hệ thống. Mà muốn học cách xây hệ thống thì nó phải bắt đầu từ bản thân mình. Tức là mình phải là một cái người
học cái cách thay đổi bản thân mình. Ví dụ trước giờ mình không tập thể dục, bây giờ lo tập thể dục đi để cho trạng thái của mình nó tràn đầy năng lượng, được không? À, rồi mình sống với anh em cho hết lòng, à, rồi mình xây dựng lại tất cả những cái văn hóa trong gia đình của mình, à, cho mọi người thuận hòa, yêu quý nhau. Rồi mình dành thời gian, mình là cái người á phải làm được cái gì mà người ta nhìn vào mình, người ta thích theo mình á. À, giống như là mình phải có một cái thói quen làm cái gì đó mà tự nhiên mình tạo được giá trị cho người khác, truyền cảm hứng cho người khác, thì người ta mới thích chơi với mình, mới thích làm bạn với mình. Chứ nếu như mà mình cứ sống bình thường, mình không có thay đổi gì hết, thì cái việc xây dựng hệ thống nó cũng rất là khó. Anh em hình dung ý này không ạ? À, ví dụ như anh em thấy Facebook của tôi là tuần tôi đăng mấy bài á, 3 bài, 4 bài, 5 bài gì đó. Tức là tôi thấy cái gì hay tôi sẽ đăng lên Facebook, đăng lên Zalo. Và thế là anh em vô đó, có những người hôm nào tôi không đăng, người ta họ hỏi tôi là hôm nay thầy không có đăng bài ấy, thầy. Cái mình nói sao chị biết? Ở ngày nào em cũng đọc bài của thầy giống như đọc báo vậy đó. À, và ngày nào thầy cũng đăng cái tự nhiên em biết thì nè. À, tức là họ anh chị phải tập được một cái thói quen là trao đi một cái giá trị gì đó cho ai đó. À, thì tự nhiên sẽ có nhiều bạn trên online thôi. Còn nếu mà offline thì tương tự, như mà mình thay đổi thói quen là bữa giờ mình anh Khôi có chạy bộ không anh Khôi? Em đi bộ rồi thầy ơi, sáng À, nào đi cũng đi bộ. bộ dẫn cho con nó đi theo cái hiện tại này, khi ta kem á online. À, tốt quá. Thế thì bây giờ mình anh có Facebook không? Anh có sử dụng Facebook không? Dạ có. À, có rồi. Facebook anh có đăng bài mỗi ngày không? Bữa có bữa không này, nhưng mà trước đây bán hàng đăng đăng mấy bạn thấy bán hàng đâu, bạn có ít có tương Ừ rồi, tác. đó. Tức là có những người có thói quen là cứ suốt ngày đăng bán hàng. Tức là dùng cái Facebook rồi suốt ngày cứ xả thông tin bán hàng luôn. Người ta vô cái người ta thấy nguyên một cái kho quảng cáo, người ta chán ồn. À, mà mình đừng làm như vậy nha. Mình làm như vậy là nó dở lắm á. Nó không tới, không phải là cái cách làm tốt đẹp đâu. Mình bây giờ mình tập thói quen là tôi tới những cái cộng đồng nha, tôi tới tôi chơi, à, tôi tới người ta mời tới, tôi tới giảng nha, à, thay vì là phải trả tiền, à, một là phải trả, tôi nói là nếu muốn mời tôi tới chương trình cộng đồng nào á, thì phải chuẩn bị tinh thần, một là phải trả cho tôi 200 triệu, mà hai là phải cho tôi biết cái lý do gì tôi dạy ở đây là miễn phí thì tôi mới tới. Thế thì có những người thì họ trả tiền, mà có những người thì họ nói à, bây giờ thầy giảm giùm em nửa giá được không, trả 100 triệu thôi được không, mà không dám trả giá với tôi, trả giá với trợ lý của tôi. Tôi mới nói không, tôi chỉ có nguyên tắc một là 200 triệu, mà hai là phải giải thích cho tôi hết tại sao tới đó, tôi cần phải tới đó mà dạy miễn phí. Tức là một là không lấy tiền, mà hai là phải trả cho tôi đủ tiền. Thế thì tôi nói như vậy, tôi đưa ra nguyên tắc rõ ràng như vậy, chứ không có cái vụ mà giảm giá lấy 100 triệu nha. Mình giảm giá tức là mình tự giảm giá trị của mình rồi đó. Anh chị hình dung à, mình phải định giá mình cho nó đàng hoàng. À, mình phải có cái định vị của mình. Rồi bây giờ khi mà như vậy thì có những cái đơn vị tới, à, ban đầu họ cũng họ nghe tôi nói vậy, họ không có giải thích được cái lý do không đồng. Thế là họ buộc phải trả tiền cho tôi tới. Xong rồi họ thấy tôi tới, họ nghĩ là tôi lấy của họ 200 triệu. À, tôi tới, tôi chia sẻ trong một buổi sáng cho họ. Xong rồi tôi nói chuyện xong cái, xong rồi thấy tôi tặng quà. Họ ngồi họ cộng là họ thấy nhiều hơn 200 triệu rồi. À, đó, nó là như vậy. Đó là tự nhiên họ thấy rằng, ô, ban đầu mình nghĩ là coi như mình mất 200 triệu. Ai ngờ mình tới đây. Mình, à, cái hệ thống của mình nhận được nhiều hơn 200 triệu rất là nhiều. Rồi tôi lấy cái 200 triệu đó sao? Tôi chơi trò chơi để cho trong cái buổi đó nó có nhiều cái gọi là nhiều cái hào hứng đó. Thế thì nếu mà thông thông thường mình nghĩ nè, người ta trả cho mình 200 triệu thôi, mình tới mình giảng xong lấy 200 triệu đi về cho chắc cú, mình đưa cho vợ mình, hiểu không, cho nó chắc cú. Nhưng mà lúc đó tôi đã không làm như vậy, tôi dùng 200 triệu đó, à, để tôi nhìn thấy đây là ai, dù đây là toàn là doanh nhân thì tôi biết ngay á là doanh nhân thì kiểu gì họ làm ăn họ cũng có những cái khách hàng của trong công ty, trong cái hệ sinh thái của họ. Cái gì tôi biết rằng chỉ cần cái ông doanh nhân này mà ông yêu thích tôi thì chắc chắn là tôi sẽ có rất nhiều khách hàng. Anh chị có hiểu được tư duy này không ạ? À? Anh hiểu tư duy này đưa tay vậy. Chứ còn mà mình tư duy là người ta đưa mình 200 triệu tới lượm 200 triệu đem về cho vợ cho nhanh cho rồi thì là một tư duy kiểu khác rồi. Mà tư duy của mình là tư duy đầu tư. Thế khi mình biết là mình có 200 triệu trong tay rồi phải không? Mình tới mình tặng sách nè, mình tặng khoa học nè, rồi mình chơi game, mình thưởng tiền nè, mình thưởng qua thưởng lại, mình làm cho anh em vui tưng bừng. Và cái buổi đào tạo ngày hôm đó người ta cảm thấy rất là vui luôn, và người ta nói với cái người đứng đầu rằng
Ồ, cái chương trình của anh Phong quá thú vị, quá hay. Anh Phong gọi là quá hào sảng, vân vân. Và sau đó mình lấy chính tiền của họ, rồi mình chăm sóc chính họ. Anh hiểu ý này không ạ? Và sau đó thì mình có rất là nhiều khách hàng, mà không phải là ngay hôm đó nha. Còn nếu mà ngay hôm đó mình đòi lấy luôn 200 triệu đó về đưa cho vợ, thì mình chỉ có 200 triệu đó thôi. Nên làm doanh nhân á, mình cần phải nghĩ xa ra. Ngay cả khi cầm được tiền trong tay rồi mà còn không thèm lấy nữa mà. Anh hiểu ý này không ạ? Thì lúc đó mới có nhiều tiền được. Chứ đâu mà chưa kịp lấy tiền đã đăng đầy Facebook bán hàng rồi ai mua. Doanh nhân kỳ. Anh thấy không? Là doanh nhân là phải nhìn xa, trông cho nó rộng ra. Nó gọi là nhìn xa trông rộng, đi khắp thế gian. Tầm nhìn mà hạn hẹp là bước chân sẽ mỏi mệt. Cái này ông bà nói không phải tôi nói nha. Mình ghi lại và gửi về cho con. Nhìn xa trông rộng, đi khắp thế gian. Tức là ý nói là đời mình sung sướng á, muốn đi đâu cũng có tiền để đi á, cũng có thời gian để đi á. Thấy không? Tầm nhìn hạn hẹp, bước chân mỏi mệt. Cái tầm nhìn mình mà nó hẹp rồi là bước chân mình nó mệt. Nên là anh Khôi bữa nay luyện sao mà đừng có đăng Facebook, đừng có băng bán hàng nữa. Chỉ có đăng gì nè, đăng vậy được nè. Hôm nay cùng con trai Hita, con trai anh tên gì anh Khôi? Tân Khang thầy ơi. Hôm nay Hita Khang à, con Hiền Tài cái gì Khang anh? Nguyễn Hoàng Khang. Hôm nay Hiền Hiền Tài Nguyễn Hoàng Khang đi bộ cùng bố được 6.500 bước chân, ví dụ như vậy. Đồng hành cùng con trưởng thành. Rồi bắt đầu mình đặt tên con mình là Hita Hoàng Khang, ví dụ vậy. Thì mình cứ đăng cái hành trình mình đi với con thôi, cái tự nhiên người ta hỏi ủa dạo này Khang học gì vậy? Khôi Khôi, Khang nhà ông học cái gì vậy? Con tôi đang học Hita Cam á, cho con nó học đi. Hình dung nó là như vậy. Cái tự nhiên cái người ta hỏi, cái tự nhiên mình bán hàng. Thì đó mới gọi là bán hàng. Chứ ai lại đi lên Facebook đăng nhiều quá, người ta sẽ ngán. Giờ bỏ bỏ cái kia hôm nay cũng lâu lâu không có đăng cái này đang Không, nếu mà cho giả như anh có cái kia là anh cũng có đăng chứ. Nhưng mà anh nên đọc Facebook của tôi. Thật ra là tôi một tuần nào tôi cũng có thông tin bán hàng hết á. Những cái thông tin đó nó rất là tự nhiên, nó không có quảng cáo nhiều, mà phải viết một cái gì đó làm cho người ta thấy cái đó nó quan trọng, rồi người ta sẽ ủng hộ mình. Còn cái ví dụ như là anh làm cái sản phẩm của anh thì anh vẫn cứ đăng chứ, nhưng mà tôi nói là anh đăng khéo khéo thôi. Ví dụ nhưng mà anh nên đăng kiểu này nè, ví dụ như cái sản phẩm đó nó giúp được cái gì cho người ta thì anh đăng về cái lợi ích thôi. Ví dụ như là mình đăng là để tôi ví dụ ngay trên máy cho anh coi ha. Trên bài viết của tôi cho anh coi, cho tôi nói lý thuyết mà câu anh khó hiểu. Đây, tôi phân tích ngay trên cái trang web của tôi. Cho mắt công anh lại khó hiểu. Đây nè, tôi cũng bán hàng trên trang của tôi nè. Thầy thấy không? Tự hào về anh em của mình, họ tổ chức một chương trình không cần đến tôi. Họ làm giáo dục bằng tất cả trí tuệ và đam mê. Chúc mừng các con đã tiếp cận được phương pháp học tập hiệu quả nhẹ nhàng. Tôi để chữ 5 phút thuộc bài. Là tôi đang marketing đó, tôi đang cầm quảng cáo đó. Bài viết này là một bài viết quảng cáo. Nhưng anh đọc anh có thấy tôi quảng cáo không? Đấy, tôi chỉ tự hào với anh em của tôi thôi mà. Tôi để cái hình anh em của tôi họ tới trường họ làm nè. Tôi đâu có quảng cáo gì đâu. Nhưng mà cuối bài tôi để thăng 5 phút thuộc bài, tôi để đó thôi. Rồi. Rồi chỗ này. Ông bà xưa đã dạy, phi thương thì bất phú, nghĩa là không kinh doanh thì không giàu được. Rồi nói xong. Đúng rồi. Hôm qua hướng dẫn lại cho anh em ngay tại Hitalen, vùng đất được tạo ra bởi các hiện tài mà anh em tâm lực đã nỗ lực để có được. Ngày xưa cực thì cực trong công tác tổ chức, bây giờ thì đã nhàn hơn nhiều. Muốn có cầu vồng thì phải chấp nhận những cơn mưa đó. Cái khúc trên này là tôi trao giá trị cho người ta nè, người ta đọc xong chí ít người ta cũng học được một cái câu nói gì đó nè. Người ta cũng thấy rằng á là người ta cũng hiểu thêm về câu chuyện của tâm lý lực nè. Xong rồi cuối đây có cái dòng quảng cáo nè, 18 tháng 3 có lớp kế tiếp đó. Tôi chỉ quảng cáo một dòng vậy thôi, còn trên này là tôi viết kiến thức có giá trị cho người ta. Tôi đăng cái lớp của anh em mình vừa mới hoàn tất khóa 1 rồi. Đây nè, thấy không? Có người hỏi liền nè, thấy chưa?
Đó, mình đăng cái người ta hỏi nè, thấy không? Đó. Đó, em sẽ dần ít nhất 20 anh em có mặt tại khóa 2. Tôi đăng xong là tự nhiên có đối tác đem tới chương trình 20 người liền. Anh em thấy không? À. Đó. Đó, rồi, bắt đầu tiếp nè. Sáng mai, à đây là một bài marketing nè, sáng mai một cho anh có mặt ở Hinterland tham dự khóa thương gia. Rồi bây giờ tôi cũng viết kiến thức gì đó có giá trị cho người ta. Rồi. À gọi ngay hotline để giữ chỗ kìa anh em. À chỉ để cái hình thôi. Rồi, bài này thì không có bán hàng gì hết, trao giá trị thôi. Mấy cái bài đó bán hàng tại vì nó gần cái khóa của ta nên cần nhắc thông tin liên tục. Rồi, còn đây là cái bài marketing nè. Thầy Nguyễn Phong dạy tớ tự lo để tự do. Các bạn hiện tại ơi, nếu mình biết cách học tự chăm sóc bản thân, sắp xếp thời gian học, giờ nào chơi, giờ nào học, như thầy Phong đã hướng dẫn trong lớp Hitachem Online. Đây là lời marketing nè. Thì cha mẹ sẽ yên tâm, không làm phiền chúng ta nữa. Cha mẹ khỏe, chúng ta cũng khỏe. Yeah. Rồi để hình mấy đứa nhỏ. À, được chưa? Rồi, tương tự như vậy. Tôi nói với con trai mình, cuộc đời có quá nhiều thứ cho cha con mình học. Nhưng nếu muốn có cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh, tự do tiền bạc, phụng sự cho đời, cho người, thì ba sẽ đích thân dạy con 10 bài học. Đó. Rồi, 28 bài học sao? Đó, tôi viết. À, rồi, tới bài này. Ra sân bay, thấy dâu và táo mua về cho chủ tịch nhà mình. Muốn biết đời mình vui hay buồn, thì không cần đi thêm bói. Chỉ cần nhìn cách mình cư xử với vợ là biết kết quả. Rồi, này đi chơi. À, về Ninh Bình ghé thăm ông kỷ lục gia, nhà ông này đẹp lắm anh em. À đó, tức là anh Quang anh làm một cái nhà toàn là đá, toàn là đá thôi, là đá, tất cả là làm bằng đá. Và toàn bộ lịch sử Quang ngồi đây này, toàn bộ lịch sử của Việt Nam, à toàn bộ lịch sử của Việt Nam gọi là được ông ấy đưa lên mấy cái vòm này này, hay lắm. Tất cả là đá. À, mình đi chơi rồi mình cũng nói về khoa học của các con, rồi kể chuyện cho các con nghe đó. Rồi đó anh cứ đó, bây giờ anh không biết viết cái gì á, thì cái cách dễ nhất là anh lên Facebook của tôi, anh copy y xì cái nội dung của tôi nhưng anh thay cái hình của anh, được chưa? Anh đăng anh trao giá trị, vì cái lời tôi đăng là những người mà có con làm giáo dục á, người ta rất là thích. Tôi đã có 17 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này, 9 năm là tôi dành để dạy chuyên về phương pháp học não bộ đó, chứ gọi là 8 năm trước là tôi đi dạy những cái phương pháp cho trẻ con. Tôi rất là hiểu phụ huynh họ nghĩ cái gì, nên cái cách mà để anh phát triển kinh doanh với tâm lý lực mà thuận lợi nhất đó là ngày nào anh cũng đọc Facebook của tôi đăng cái gì anh thấy tâm đắc, anh copy cái đó về anh thấy lên, à cái Facebook của anh đưa cái hình vô, à hoặc là đưa con anh vô, ví dụ đi bộ với con anh, ví dụ vậy, cái tự nhiên cái Facebook của anh nó có tương tác. Rồi anh đi vô mấy cái cộng đồng mà có cha mẹ con cái đó, anh kết bạn rồi anh tương tác với người ta, cái tự nhiên anh tạo ra một cái Facebook khoảng 5.000 người và một cái fanpage 50.000, là anh ngồi anh rung đùi không, anh cũng tiền nó cũng chạy về túi anh nữa. Được chưa? Tức là nếu mà mình muốn kinh doanh mà À, biết ơn công nghệ thầy ạ. đó là như vậy. Anh có fanpage chưa anh Khôi? Em chưa tạo thầy ơi, trước có tạo xong mà không có ấy thì bỏ luôn. Em Đó, bây giờ không mình có tìm tạo hiểu cái lại đó đi anh. nhiều lắm. Bây giờ mình tạo lại đi, mấy cái này là tôi sẽ kèm thêm cho anh em ha, trong các cái chương trình đào tạo thương gia. Khi anh em là đối tác của tâm lý lực á, thì chúng ta có cái chương trình đào tạo hàng tuần, hàng tháng. À, nên là chúng ta được học với rất là nhiều người giỏi. Chúng ta cứ từng bước chúng ta tập làm quen với cách kinh doanh online. Chứ bây giờ mà người ta hay nói câu vui là không online lấy gì mà nhai. Đó là ý nói rằng là doanh nghiệp bây giờ muốn phát triển á, tạo ra cơm ăn áo mặc cho gọi là nhân viên của mình nè, cho công ty của mình, cho đối tác của mình, là mình phải nhớ là phải online. Tại vì bây giờ xu hướng người ta online, thời gian online người ta nhiều lắm. Trời ơi, người ta ăn cơm, người ta cầm đôi đũa ăn, mà người ta còn mở online người ta coi. Mà mình lại không chịu lên online, mình lại chơi cái truyền thống. Thưa thầy, lại ba má tôi là kinh doanh theo truyền thống, trăm năm qua là như vậy, nên tôi phải làm như cũ thôi. Thì nó hơi uổng đi ha, hơi uổng đi. Bây giờ người ta ăn người ta còn cầm điện thoại người ta vuốt nữa mà. Mình không lo lên online mình lên đâu bây giờ. Được không anh em? À, muốn lên online như thế nào thì anh em chịu khó học. Nó đơn giản lắm anh em, cực kỳ đơn giản. Tuần nào mình làm là mình là một đối tác của tâm lý lực, mình được đào tạo đều đặn.
và mình cứ thực hành đều đều theo hướng dẫn, tự nhiên mình sẽ có một cái sự nghiệp làm giáo dục ngon lành. Còn việc của anh thì anh cứ bán, anh bán một cái sản phẩm gì đó, anh tặng cho người ta một cái khóa học gì đó. À, ok ha. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Em sẽ thay máu của mình lại. Đổi Thay mới, đổi mới thầy ơi. Dạ. mới nha. À, anh cứ nhìn thấy Dạ. Facebook tôi làm gì anh Dạ. cứ làm, có gì anh cần anh cứ hỏi thêm tôi sẽ hỗ trợ thêm. Dạ. À, ok Em cảm ơn ạ. Dạ. rồi, cảm ơn anh. Rồi tới chị nha, mời chị Minh Tuyết nha. À, có gì anh cần cứ hỏi thêm tôi sẽ hỗ trợ thêm. À, ok cảm ơn. Cảm ơn. Rồi chị Tiết ơi, nghe rồi đó chị nói đi chị, Dạ luôn. nghe rồi đó chị nói đi. Dạ thầy cho em hỏi là thường đó là khi mình ký xong với công ty về đối tác là mới được ký mình mới được vào đường link hết thầy, hay là Đường link nào ta? cái tặng quà đó thầy? À đúng rồi, thì ký xong cái gói đối tác thì sẽ có một cái buổi đẹp. Mấy nay đang còn một số anh em làm cái thủ tục á, anh em đang làm thủ tục thì làm xong cái thì bên bộ phận phát triển thị trường á, kinh doanh á, họ sẽ cho chúng ta một cái lịch để họp chung, rồi sẽ họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta cụ thể, rồi họ ép chúng ta vào trong cái hệ thống mà tự động đó hả chị Tiết ha. Dạ thầy cho em hỏi, hiện giờ là em đi học xong về rồi em bị cắt kinh tế luôn rồi, hiện giờ là coi như đang đang thất nghiệp Rồi thôi. là sao? Cũng như là em về rồi đi học về xong rồi em chưa có nấu gì cho nó, mà ông xã ông anh là coi như là em đang bán quán cháo đó thầy. Ờ. À, rồi bây giờ là không cho em bán nữa, Ủa sao vậy? em không biết, không cho nấu, không cho gì cho thầy. Ồ, như vậy thì là cái mối quan hệ của mình trong gia đình là không có ổn lắm ha. Tức là mình làm cái gì mình nên bàn bạc nha. Gia đình là phải bàn bạc với Dạ nhau. không có, em đi học về rồi cũng như là lúc đi á thì em nói là đi học và lên trường của con vậy đó, rồi đi lên Sài Gòn thì đi chung với công ty đó, em đi dạy dạy tự nhiên không biết về rồi nói gì, không cho nói gì chứ cũng không cho em nói, cứ nói là nếu em muốn đi làm gì đó thì em cứ thích đi làm gì cứ đi đi rồi đóng cửa nghỉ bán, cứ nói vậy không cho em nói gì chứ. À, vậy thôi để vài hôm cho ổng vui ngoài hết mà. Cái đó là một hình thức là giận hờn vu vơ thế thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em mình thân mến. Với tôi thì anh em mình làm gì có câu nói là gia đình mình muốn hạnh phúc thì nên có ba cái bàn. Đầu tiên là bàn thờ, hai là bàn ăn, và ba là bàn bạc. Nếu mình làm gì mình cũng phải có thượng đế ha, mình đạo gì cũng được. Nhưng mà mình phải có cái bàn thờ, mình chăm cho nó ấm áp. Mình có cái bàn ăn tức là ý nói gia đình có bữa cơm với nhau, và cuối cùng là phải có cái bàn thứ ba đó là bàn bạc, tức là làm gì cũng nên bàn với nhau, được không? Nên là để cho gia đình nó vui. À, nếu như mà chồng chưa hiểu thì thôi mình cứ im lặng rồi mình chăm sóc chồng mình. À, rồi mình tôi thì không hiểu được cái hoàn cảnh gia đình chị, và hôm nay chắc cũng không có thời gian nhiều nữa để chúng ta chi tiết. Nếu cần chị cần gì chị có thể gọi là nhắn thông tin riêng cho tôi để tôi có thể hiểu thêm, tôi cần có thể hướng dẫn cho chị thêm điều gì. Nhưng mà tôi thấy nếu mà hai vợ chồng mà không nói chuyện được với nhau mà giận lẫy như vậy thì tôi không biết là ở cấp độ nào, nhiều khi là ở cấp độ hờn lẫy rồi sau đó có thêm baby thì cũng là một loại, và thứ hai là chắc là gọi là không muốn vợ mình làm gì, thế thì thuộc loại nào thì mình phải tùy cơ biến thôi chị nha. Là gì là thầy ở nhà anh là em bán cháo coi như là sinh hoạt sống cũng thoải mái nên không đến đổi. Ừ. Nhưng mà thí dụ như em nghe như thầy nói với ta thì thí dụ muốn đi du lịch thì cũng có thời gian đi nó, rồi cộng thêm nữa con cái học hành thì con nhỏ gái em là nó học lớp lớp 4 lên lớp 5 thì nó mới học được tháng đầu tiên đó là nó nghỉ rồi nó không học nữa, nên em mới đi tìm em nhà em tìm em mới tìm cho nó học mà em mới gặp được thầy, thì em gặp thầy thì em đăng ký học nó đó, học xong rồi đó thì bây giờ nó cũng thay đổi từ từ, thầy nó cũng tự biết giặt quần áo rồi nó cũng tự biết học
nó cũng học ấy, nó cũng chơi game hay, nhưng mà nó cũng học. Vài bữa nó bán cháo cũng giàu vậy, bán cháo mà biết cách bán cũng giàu chứ bộ. Thì cũng như là em bán thì nói chung là Chị bán cháo gì? dạ, Chị bán cháo gì? cũng như là ý con xã em là nói là bán cháo ở đây thì bán đi đâu có thua, đâu có thua kém dài đâu, mà tại sao phải đi làm gì đó. Đúng rồi, bây giờ mình đâu có làm gì đâu, mình cứ bán cháo ra ai biểu làm cái gì. Nhưng mà Bây giờ bây giờ không cho em bán ngoài, kêu đóng cửa luôn. à, bán lâu chưa? Dạ em bán mười mấy năm rồi Ôi ôi, bây giờ mỗi lần ông giận như vậy, ông giận lâu hay mau? Mỹ mà em làm cái gì không, cũng như là không nghe lời thì cái gì mà em muốn làm cái gì kinh doanh cái gì đó mà không nghe lời là đóng cửa. Cũng căng dữ à, trường hợp cũng căng dữ à, tức là cứ mỗi lần giận cái là không cho buôn bán gì hết vậy đó ha. Thôi bây giờ Mà tại vì mình em mặn em không có giữ tiền riêng cho nên là cái chi tiêu thì em chi tiêu hết, em cái không có giữ này. ok, thôi bây giờ như thế này, đầu tiên nếu tôi là chị á thì tôi cũng rất là mừng, bởi vì rõ ràng là tôi nhìn thấy cái tín hiệu này là cái tín hiệu có thể là gọi là lo lắng gì đó, à, không biết vợ mình đi đâu đó làm gì mới rồi, không biết đổi mới rồi có làm sao không, kiểu vậy. À, tôi cũng gặp những cái trường hợp là nó rất là buồn cười, có nghĩa là ban đầu phụ huynh họ chỉ đi tìm cho con là học thôi, sau đó họ thấy hay quá và họ muốn lan tỏa những cái giá trị đó đến mấy cái địa phương họ. Thế rồi Dạ khi đúng họ học như vậy thì có cái, những cái cặp vợ chồng ở trong cộng đồng tôi vui lắm, tức là con nó vừa mới xách hai đứa nhỏ, nó vừa xách ba lô ra khỏi nhà, cái ông chồng nói vậy nè: con tao đẻ tao đủ sức để dạy, tao không cần cái thằng Nguyễn Phụng Phong nào hết, và bây giờ mày chọn tao hay là chọn Nguyễn Phụng Phong. À, tức là tự nhiên đem ra tôi ra để gọi là cần. À, tôi thì không có biết gì hết, sau này á ổng là ổng thấy con ổng thay đổi tốt lên, ông mới quay lại ông cảm ơn tôi, rồi ông đứng trên sân khấu ông kể thì tôi mới biết, chứ còn cha mẹ ơi tôi đâu có biết là ông đã từng cân tôi liên quan gì cha đâu, cha cân cha. À, tức là tự nhiên cái đến có cái những cái trường hợp buồn cười như là rất là nhiều luôn. À, nó có những cái trường hợp người ta thấy tự nhiên cái vợ mình kêu là phải đem con đi học một cái lớp học gì đó để con thành tài, cái tự nhiên cái đồng chạm lòng từ ái người ta nói: ủa con tao đẻ ra tao tự dạy được chứ tao cần thằng đách nào dạy, kiểu vậy. À, rồi đông ra thấy nhiều khi tối tối như vậy nữa, vợ ngồi học học cái nói tại sao nghe nào nó nói không nghe tao, ví dụ vậy, thì nó lại ra rách việc nữa. Nên thành ra tôi nghĩ chị ở cái giai đoạn một này nè, chị vui lòng á, chị đừng có gọi là làm cái gì hết, thì hạnh phúc gia đình của chị là quan trọng nhất nha. Nếu giả như trong trường hợp chị muốn làm đối tác gì đó mà nếu mà gia đình chị không có thuận, chị tạm thời đừng có tham gia. Và nếu chị giả như mà chị có một cái gọi là khó khăn gì đó thì chị đừng có khởi động nó ha, chị để cho cái gia đình là quan trọng nhất. Rồi khi đó chị làm sao đó để cho gia đình mình yên ổn vui vẻ, rồi mình lựa cái lúc mà ông vui vui ông hưng phấn á. Còn lúc nào thì chỉ có chị mới biết, cho tôi thì không biết nha. À, mình lựa cái lúc mà thời điểm mà vợ chồng vui vẻ rồi mình nói chuyện được á, nói với ảnh về cái việc đó là mình cũng muốn làm cái gì đó tốt cho con, và mình cũng nói từ từ cho anh hiểu là cái khóa học này hoặc là cái chương trình này nó tốt như thế nào. Thì và đặc biệt nữa là những người mà họ có cái tính như vậy á thì mình phải xin ý kiến họ. Ví dụ mình nói là vợ thì vợ thấy nó tốt cho gia đình nên vợ cũng muốn con cái mình tốt, gia đình mình tốt, nhưng mà vợ thì cũng chưa có đủ cái thông tin, khả năng để kiểm chứng thông tin, nên chồng tìm hiểu coi, cái gửi cái link về thầy, về trung tâm, về các con cho ổng nghe, giống như thể là mình nói nhờ chồng vô kiểm chứng giùm á, à, để coi là cái chương trình nó làm sao, nó có nên học không. Những người như vậy họ rất là cần được hỏi ý kiến, mà mình không hỏi ý kiến họ bực, họ bực cái họ quay qua họ cắm mình nấu cháo luôn. Thì như vậy thì Dạ nó này nha, từ từ dạ đừng tại vì đừng đừng có em làm cái về gì. em chưa có được nói gì hết trơn thầy, em chưa được nói luôn mà phán phán cho em cái tội luôn à. À, thì về cơ bản là cái đây có tôi nghĩ là tôi vừa hỏi xong thì tôi chị cũng đã nói là trước giờ là cái tánh như vậy mà đúng không, nên có thể là đó là thói quen của ảnh thôi. Mà nhưng mà chúc mừng chị nha, ảnh rất là yêu chị đó, chứ nếu như mà cái người mà không yêu không quý chị á người ta sẽ nói đi đâu đó là đi, làm gì đó là bất cần, à, người ta không cần quan tâm. Còn cái người mà họ có cái biểu hiện gọi là
gọi là như vậy, có nghĩa là họ rất là yêu mình á, đều chỉ có cái cách thể hiện tình yêu nó hơi hơi căng thẳng tí thôi. Tình yêu yêu mà thể hiện cái cấp Dạ độ mẹ, hơi căng thẳng, chứ bây giờ người ta thì rất cũng là chịu quý chị á. Chúc mừng chị nha, chào con gái nha. rồi. Nhắn vô thì Chào con, dễ thương quá. Ok thôi bây giờ cái giải pháp là như này nè, đừng làm gì hết, khoan hãy làm cái gì hết, đừng có khởi động một cái gì hay làm một cái gì mới mà làm cho gia đình mình nó khó khăn tan vỡ là không nên nha. Bây giờ mình hãy bắt đầu từ từ, mình cứ rồi tầm trí óp đi, đừng có nghe chương trình gì hết, mà mình nên học cách hỏi ý kiến ảnh. Hỏi giờ em cũng muốn tìm cái gì đó cho con mình học thêm, cho gọi là nó con mình nó phát triển đẹp hơn thêm nữa. Em cũng muốn gia đình mình có thêm những cái niềm vui trong gia đình, em cũng muốn tìm hiểu cho con cái phương pháp học hay gì đấy, nhưng mà em chưa đủ thông tin nên không à, chồng vô chồng coi giùm em đi chồng, ví dụ như vậy, anh nhờ người ta coi giùm cho. Người ta coi xong rồi nhiều khi người ta thấy mình tôn trọng hỏi người ta, rồi từ gửi cho cái clip về thầy, về trung tâm, về khóa học. Mình đừng có nói, tại vì mình nào giờ người ta nghĩ là mình không biết gì, rồi mình làm vậy mình qua mặt người ta giận mình. Nhưng mà thể hiện như vậy người ta rất là yêu mình á. Chỉ là cái cách thể hiện tình yêu người ta nó cái kiểu đó thôi, chứ còn người ta thấy mình làm gì người ta cũng thèm nhìn luôn, thì coi chừng lúc đó nó ra một câu chuyện khác tệ hơn rồi. Những câu chuyện này Bây giờ là kêu hết làm gì thì cứ đi đi. thích làm gì thì làm đi là cách nói lẫy thôi. Bây giờ dùng chiêu của mình liền. Dùng chiêu của mình liền chứ phụ nữ nhiều chiêu mà. Tôi mà nhiều khi tôi giận giận bực trong người chứ, mà vợ tôi dùng chiêu cái là tôi cũng xùi CV liền, đúng không? Nói vài câu nhỏ nhẹ tự nhiên đàn ông có vậy chứ dễ dụ muốn chết, mà nói vài câu nhỏ nhẹ là ổng xùi CV liền, thấy không? Chứ còn mà người ta nói vậy rồi mình cứ cãi, mình nói em làm tốt cho gia đình chứ em làm gì, mình càng nói ông càng bực, thấy không? Em tìm cho con mình thầy chứ em làm gì, nói vậy có nghĩa là không chịu nghe ổng rồi, nói nghe ổng là nói em biết lỗi rồi, thôi để... thôi cho em bánh cháo đi nha, nó giật em nữa mà, cho em bánh cháo. Mình cứ bánh cháo mình năn nỉ vài hôm tự nhiên cái được, còn mình cũng nói đường của mình, ông nói đường của ông, thì có chừng hai đi đứa đi hai đường mà tội nhất cái đứa ở giữa không biết đi đâu. Ok vậy nha. Rồi Dạ có thông tin gì nhớ báo tôi chưa, quê dạ chị ở đâu? dạ em ở Cần Thơ thầy, Mình tiếp hôm nào tôi về Cần Thơ ghé chị ăn cháo. Cháo gì? em bán cháo lòng thầy, Món đó tôi yêu thích đó. Mình tiếp Cần nghe Thơ. mẹ con nói là thầy hết ăn cháo lòng cũng hết hụt. Cháo lòng. Chào con gái hiền tài. Hy Dạ vọng ba con á một lúc nào đó hiểu ra giống như những người phụ huynh khác, để cho con được học một cách tự ba nhiên con như là vậy. con, ba con cho con học. Đó thấy chưa, thầy biết ngáy mà. Thầy rành mấy ông này lắm. Rồi cháo lòng. Bữa nào về Cần Thơ là ghé anh cháu lòng nói chuyện với ông. Số điện thoại nhà chị số mấy? À, dạ của em hả thầy? Đọc đi, trong lễ của ông tôi gọi gọi ông Không chi, chín gọi bà không tôi mới tới anh không cháu lòng chứ. không 949 Còn trên 4 trên 331133. 331133. Cháu lòng hải sản nha thầy, đừng lộn với cháu lòng Cháu lòng còn có hải sản nữa hả? Rồi dưới hôm nào thầy có dịp đi Cần Thơ thầy sẽ ghé nhà con anh cháu lòng, rồi con hỏi thầy sẽ hỏi ba con vì sao lại gọi là không cho má không nha. bán Ba cháu con lòng. mới xuống đây thầy ơi, ba con xuống đây dặn mẹ có không chịu xuống, không cho nói chuyện luôn. Chết rồi, đi học mà để cho chồng giận luôn. Rồi ok vậy nha, từ từ chậm chậm lại nha, đừng có làm cái gì đổi mới mà làm gia đình mình bị ảnh hưởng tội nghiệp ha. Rồi cảm ơn chị. Dạ thầy cho em hỏi gì của mình có làm công tác gì được không thầy, hay là ngưng lại đó luôn thầy? Cái này đó vừa mới nói xong là từ từ mà làm cái gì Rồi phải thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông nó mới càng. Vừa mới dạ nói xong định qua người thứ hai, người kế tiếp thì lại quay hỏi còn có làm cộng tác viên được không, cháu lòng người ta đã không cho bán rồi còn bị đặt hỏi thêm làm gì nha. Cứ từ từ, cứ lo từ từ làm sao cho gia đình mình hòa hòa hợp nhau đi nha chị, nha chị tiếp. dạ Gia đình dạ mình là quan trọng nhất, rồi làm ăn từ từ tính ha. cái gì vậy dạ cảm ơn thầy bye bye.
Rồi. Rồi, sorry các anh chị là tối nay là chúng ta gọi là 9 giờ rồi, chúng ta phải nghỉ thôi. Ban tổ chức đề nghị là thầy phải dừng lúc 9 giờ cho một số anh chị người ta nghỉ ngơi, mai người ta đi làm. Còn nhiều câu hỏi rất là muốn hỏi. À, nhưng mà chúng ta cần phải nghỉ sớm để anh em còn đi làm nữa. Một số người vẫn chưa có qua thương gia mà đang ở góc độ chuyên gia. Thế một lần nữa tôi nói lại với các anh chị rằng á, để mình trở thành một cái thương gia nó không có hề khó, nhưng mà nó cũng giống như một chuyên gia thôi, nó cũng không hề dễ, mà nó cần chúng ta có ý tưởng muốn làm, được không các anh chị? Phải lại nha, nó không có khó vì chúng ta làm chuyên gia được, có nghĩa là chúng ta làm thương gia được. Chúng ta làm một chuyên gia ví dụ như nấu cháo lòng thì cũng đâu phải nấu cái nồi đầu tiên mà ngon liền đâu, phải nấu tới nồi thứ 100, 200 thì lúc đó nó mới tạo ra một cái nồi cháo lòng ngon được. Vậy thì thương gia cũng vậy, thương gia là làm việc với con người là chính. À, nên là chúng ta phải học về con người. Mà khi mà học về con người đó là các anh chị phải chuẩn bị tinh thần là phải hiểu nè, là con người của chúng ta trời cho một bộ não là có 86 tỷ neuron thần kinh, nhưng mà phân bổ của nó là hoàn toàn khác nhau, không có ai giống nhau hết. Nên là cái cách hành xử nó sẽ khác nhau, sở thích nó khác nhau, năng lực nó khác nhau. Nếu như mà mình quyết định làm thương gia thì mình phải hiểu rằng con người là khác nhau, đừng có bắt người ta theo ý mình. Mình mà cứ giận người ta, gọi là đối đầu, đối nghịch, đối kháng với người ta thì nghĩa là mình đang muốn người ta giống mình. Đúng không? Mình muốn người ta giống mình thì mình mới có cái đó. Vậy thì nếu mà mình chưa nhận ra thì mình cứ đối đầu đi. Nhưng mà nếu mà mình nhận ra rồi thì mình phải học cái cách để mình thích nghi. Con người thật ra cũng không có khó, chỉ cần á, là mình học cái cách để mình thích nghi thôi. À, bây giờ mình làm thương gia là mình phải làm việc với nhiều con người. Mà anh chị biết 9 người là có tới 10 ý, thì có một người nó có tới 2 ý, thậm chí 9 người nó có tới 20 ý. À, ý của người ta khác nhau dữ lắm, một người người ta còn giữ tới 2-3 ý trong đầu. Nên là dẫn tới là khi chúng ta quyết định làm thương gia đó là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đối diện với con người. Mà con người á thì năng lực khác nhau, suy nghĩ khác nhau, sở thích khác nhau. Nó có những cái điểm giống nhau nhưng nó có những cái điểm khác nhau. Không có ai mà giống nhau 100% hết trơn á. Nên á là bây giờ mình muốn xây dựng cho mình một cái sự nghiệp thì mình phải dành nhiều thời gian để mình hiểu về con người, mình hiểu về những cái quy luật tự nhiên. Cuộc đời của chúng ta nó giống như một cái trường học, và những cái khó khăn nó chính là bài tập, và lời giải đó chính là những thứ xung quanh ta. Nói lại anh em ha, cuộc đời của chúng ta nó là một cái trường học, nó là một cái trường học. À, nó là một cái trường học, và những cái khó khăn đó, những cái trái ý của chúng ta nó chính là bài tập. Mà có bài tập thì anh em chúng ta phải giải bài tập thôi. Chúng ta sinh ra mà chúng ta lại mong là có những người ngộ lắm, đi tới gọi là nhà thờ, đi tới chùa và cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, lạy Phật gì đó, xin cho gia đình con được bình an, đừng có chuyện gì xảy ra hết, đừng có tí khó khăn nào hết. Vậy con đến đây để làm gì? Nếu mà cái lời cầu nguyện đó là nó giống như vậy nè, đi tới trường mà nói: lạy Chúa, lạy Phật, tức là có một cái em học sinh mà đi bước vô cái trường học nó nói vậy nè: lạy Chúa, lạy Phật, xin cho con được bình an, hôm nay đừng bao giờ cho con một bài tập nào hết, đừng có dạy dỗ gì con ở đây hết. Vậy mày tới trường làm gì? Anh em hình chú ý này chưa? Mình đi tới trường á là để mình học mà. Mà học xong thì để hiểu hay không thì làm bài tập. Có phải là mình đến trường là để học không anh em? Ai đồng ý với tôi đến trường là để học, đưa tay lên. Vậy vậy. Thế bây giờ khi mà thầy cô dạy mình xong, thầy cô muốn biết là mình có hiểu bài không, thì thầy cô sẽ cho bài tập, phải không? Có những người á, thì nói ghê lắm, hay lắm, đến chừng cảnh xảy ra một cái tá hỏa luôn. Ha, ngày nào thấy cũng nói không biết ngày mai ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao, mới xảy ra một chuyện hoảng loạn liền. Mà kêu là chẳng sao, hình dung được à? Nói thì rất là hay nhưng mà đến chừng vô thực tế một cái tán loạn liền. À, có những người nha suốt ngày cứ góp ý: à thầy Phong, thầy nên làm cái này, thầy nên làm như thế này, mà bản thân thì chưa từng khởi động làm một lần cái ước mơ của mình, mà người ta thì họ họ làm thì nhảy vô góp ý, mà mình thì bắt đầu còn chưa dám bắt đầu nữa. Nhưng mà nói thầy làm vậy mới hay nè, thầy nên như vậy này, thầy như thế này, thầy thế này, tức là móc hướng dẫn cho người ta làm mà trong khi mình thì chưa bắt đầu.
Anh em hình dung cái chuyện này chưa? Giống như chưa từng nấu cháo lòng nhưng mà lại nói là à chị Tiết ơi, muốn nấu cháo lòng ngon chị nhớ phải như vậy nè, nhớ phải như vậy nè. Hỏi chị nấu bao giờ chứ chưa? Tôi đọc trên báo người ta nói vậy. Đọc trên báo là một chuyện, thực tế nó là một chuyện. Anh em hình dung à? Nên là nếu một người doanh nhân á, đừng có cầu nguyện như vậy nữa. Mà cầu nguyện như thế này thì có vẻ nó giúp cho chúng ta tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, lạy Phật, lạy trời, lạy đất gì đó. Xin gìn giữ, soi sáng con để con luôn biết con nên làm gì trong mọi hoàn cảnh diễn ra trong cuộc đời con. Mình không xin bình an, mà nếu có xin thì xin được cái sự soi sáng để mình biết rằng trong trường hợp đó mình phải làm gì. Chứ bây giờ mà mình kêu là mình đi tới trường mình đi tới trường mà kêu là đừng có bài tập, đừng có bài học sao được. Mình đang ở trong cái cuộc sống này là để mình học và để mình làm bài tập. Vì vậy nếu mà chồng của mình á thấy mình đi học cái gì đó mới hay là gì đó về, không cho mình nấu cháo nữa, đó có phải là trái ý mình không? Đó có phải là bài tập không các anh chị? Ai đồng ý đó là bài tập thì comment số 1 vào. Đó là bài tập. Bây giờ trời mới hỏi, đó, bài tập của con là vậy đó, rồi con làm cái gì? Làm gì làm đi. Bắt đầu có người mới nói gì nè. Kệ ổng. Tôi cứ làm đó, rồi sao? Đó, là giống như mình đi vô mình làm bài tập khó, không chịu giải. Bài tập kệ mày, ra kệ mày, tao không làm. Sao? Hình dung được không ạ? Như vậy thì gia đình mình tan vỡ. Nếu mà mình đi học mà thầy cô ra bài tập mà mình kêu mình không làm thì mình ở lại lớp. Anh em vô ạ. Nên là cuộc sống chúng ta nó có những cái khó khăn, và việc của chúng ta là học cái cách để vượt qua cái khó khăn đó. Và ai mà cứ học cách vượt qua được nhiều khó khăn thì khó khăn đó nó quay lại mình thấy bình thường. Hình dung không? Nếu mà lần này ổng cấm mình nấu cháo mà chị Minh Tiết chị nghĩ ra cách xử lý ổng, lần sau chị làm cái gì đó mới ổng lại cấm nấu cháo, chị biết ngay cách xử lý ngay. Ai hiểu ý này rồi đưa tay với vậy. Vì vậy đừng có than phiền là chồng tôi không cho tôi nấu cháo, mà hãy tập trung suy nghĩ cách làm sao để chồng tôi cho tôi nấu cháo và cho con tôi học Hita Kem. Làm sao? Làm sao? Mình đủ cách để làm hết. Một là nói, hai là hành động. Nói cái gì đó đi, làm cái gì đó đi, đủ cách trên đời hết mà. Tôi đảm bảo bây giờ tôi cho chị 1 tỷ, nếu ngày mai chị có cách làm cho ông, cho chị nấu cháo, chị làm được không chị Tiết? Nếu làm được đưa tay vẫy vẫy. Nếu giả như có một cái đề là như thế này, nếu chị Minh Tiết mà có thể làm cho ông chồng, ông cho nấu cháo lại bình thường thì ngày mai chị sẽ được 1 tỷ, chị sẽ làm gì? Bao nhiêu người tin là chị Minh Tiết sẽ có cách? Trời ơi, tối nay chị xuống chị ôm chân ổng, ôm vai ổng, bóp lưng ổng, nắm cái này nắm cái kia, sờ cái nọ, nói những câu nói mà ta nói trước giờ chưa từng bao giờ dám nói. Cũng chưa chắc là vì yêu yêu thương gì lắm đâu, mà vì có 1 tỷ, nói gái mai đi lãnh 1 tỷ cái đó, ví dụ như vậy. Nên đừng bao giờ nói với tôi rằng là em không có cách, ổng khó chịu lắm. Đừng 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 nhiều nói cái cách đó. Cái đó không phải là cái lối nói của người thành công. Người thành công là họ chỉ hỏi là làm gì đây, làm gì, làm gì đây, làm gì, cứ gặp khó khăn là cứ làm gì đây, bây giờ xử lý sao, học cách để vượt qua nó làm sao đây. Đó, mình cứ tập cái thói quen vậy thôi, chứ đừng có ngồi đó oán trách ông chồng mình là tại sao khó tính, tại sao kỳ cục, tại sao độc tài, tại sao gia trưởng. Thôi dẹp hết mấy cái đó đi, vì mình ngồi mình trách ổng thì cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Mà bây giờ mình sẽ quay qua lạy trời, lạy Chúa, lạy Phật, lạy ai đó thì lạy. Xin soi sáng cho con biết là con nên làm gì để chồng con cho con bán cháo đây. Tự nhiên trong đầu nó có một cái thông điệp. Con đi về tắm rửa sạch sẽ. Đó, thơm tho. Đúng không? Con nói câu này nè. Đó, thấy chưa? Ê, nói cái câu gì cho ông nghe cho lọt tai nha, vì chồng của con chỉ cần nói vậy thôi, con biết mà, chỉ là không chịu nói thôi chứ sao không biết được. Ở với nhau chừng đó năm mà không biết nói cái gì sao, đúng không? Rồi biết ông thích cái gì mà, cái này thầy Phong đâu có bày công cộng được, đang ngồi chứ công cộng ai bày cái này được.
Tức là mình làm sao đó để gia đình hòa hợp đi, không phải là mình sợ ổng đâu, mà tại vì mình thương ổng, mình thương con, mình muốn được nấu cháo đó, thì bây giờ mình làm gì đi, tự nhiên trong đầu mình nó sẽ có thông điệp hết trơn, mình có chịu làm hay không thôi chứ. Ok nha, tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời mình đều là bài tập thôi anh em, cứ vui vẻ mà vượt qua nó, ai cũng có bài tập hết á. Mà anh em giải xong bài tập cấp độ 1 nó lên cấp độ 2, giải xong cấp độ 2 nó lên cấp độ 3, giải xong cấp độ 3 nó lên cấp độ 4, giải xong cấp độ 4 nó lên tới cấp độ 7 luôn. Nó giống như mì cay á, mì cay của Hàn Quốc á, cấp độ 1, 2, 3. Anh em đừng có mong có một ngày nào đó mà không có bài tập. Đời anh em chúng ta sẽ luôn luôn có bài tập. Có bài tập cho tới chết luôn. Anh em vô ạ. Có những người đang giải bài tập về tiền, có những người đang giải bài tập về con, có người đang giải bài tập về cha mẹ, có người đang giải bài tập về vợ chồng, có người đang giải bài tập về công việc, có người đang giải bài tập về cảm hứng cuộc sống. Ai cũng có bài tập của riêng mình hết á. Nên em cứ vui vẻ học cách giải đi. Và cái cách để giải đó là hãy nhìn xung quanh một vòng đi anh em. Kiểu gì người thầy cũng đang ở đó, có nhiều người thầy đang ở đó. Nhìn vào tự nhiên đi anh em. Kiểu gì cũng đang có hướng dẫn ở đó. Được không anh em? Rồi, chúc anh em buổi tối thật là vui nha. Làm thương gia thật là nhẹ nhàng nha. Chứ làm thương gia mà căng cứng quá là cũng không nên nha. Con người chúng ta đó, mà nếu là một con người đang sống thì phải có lúc cứng lúc mềm. Còn người mà lúc nào cũng căng cứng là rất là nguy hiểm. Mà lúc nào cũng mềm xìu cũng càng nguy hiểm hơn. Khi cần cứng phải cứng, khi cần mềm thì phải mềm. Được không? À, mình phải học cách linh hoạt để mà sống. Và trong hành trình các anh chị là một doanh nhân tâm trí lực, chúng ta sẽ còn rất là nhiều thời gian để học hỏi, trò chuyện cùng nhau. Và có vấn đề gì về con cái, có vấn đề gì về gia đình, chúng ta cứ chia sẻ trong những cái buổi đào tạo, chia sẻ cùng nhau đó, để chúng ta có thêm những cái gợi ý, có thêm những cái người bạn họ giúp cho chúng ta. Có những cái ta làm thì không được, chứ chỉ cần có bạn của mình giúp một tay là mình làm nó như trò chơi thôi. Được không? Có những người nói một tháng kiếm 50 triệu khó, 100 triệu khó. Nhưng mà có những người họ kiếm tháng 1 tỷ giống như trò chơi của họ. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần đi theo những người đó, họ dạy cho mình, họ chỉ cho mình cái thói quen của họ, họ chỉ cho mình cách sử dụng thời gian của họ, họ chỉ cho mình cái cách để tạo dựng những và gìn giữ những cái mối quan hệ của họ như thế nào, họ tạo cho mình học cách kinh doanh như thế nào. Và ở cộng đồng tâm trí lực chúng ta có một cái văn hóa, đó là người nào ở đây có 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, và cao nhất chính là 10 sao. Ở cộng đồng tâm trí lực á là có 1 sao đến 10 sao. 10 sao là giống như điểm 10 gì đó. Thì đối với tôi 10 sao là ai? Đó là những người phụng sự. Đó là những người không chỉ làm cho cuộc sống của riêng mình mà luôn dành trí tuệ và thời gian để quay lại để giúp cho những ai chưa biết làm. Nên khi các anh chị là một đối tác, là một doanh nhân tâm trí lực, các anh chị sẽ được gặp những cái con người. Hôm trước anh chị gặp được 10 người đó, còn những người khác nữa nha. Những cái con người đó họ sẽ ở ngay bên cạnh các anh chị, chơi với các anh chị, đồng hành, hướng dẫn chúng ta để mọi người đều có thể biết cái cách để giải những cái bài tập trong cuộc sống của mình một cách vui vẻ. Các anh chị ha. Rồi, chúng ta cứ từ từ mà trải nghiệm cuộc sống doanh nhân. Rồi, cảm ơn các anh chị và chúc buổi tối thật là vui bên gia đình của mình. Rồi, những buổi khác chúng ta sẽ trao đổi tiếp những cái kiến thức mà chúng ta đang còn tồn đọng ha, chưa giải quyết được. Nhưng mà nhớ mỗi ngày phải tập thể dục nha. Mỗi ngày phải học một cái gì đó. Ha, mỗi ngày phải tập thể dục, học cái gì đó. Và hòa giải những cái mối quan hệ của mình một cách tốt đẹp. Cảm ơn các anh chị, chúc ngủ ngon. Mai còn đi làm. tạm biệt các anh chị. Tối thứ năm nhớ có một trong chương trình dành cho phụ huynh nha. Và nhắc các con của mình tham gia chương trình thứ năm vui vẻ cùng với thầy và các thầy cô tâm trí lực. Dạ, em cảm ơn thầy Nguyễn Phong Phong rất nhiều ạ. Cảm ơn quý anh chị học viên chương trình đào tạo ươm mầm thương gia ạ. Dạ, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Hồng Dung ạ. Chúc các anh chị buổi tối tốt lành và đầy năng lượng, yêu thương ấm áp bên gia đình của mình ạ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ.